Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 64. Kha Lâm Tư Lạc cười khẩy, tiếng cười vang vọng cả núi rừng, mưa bắt đầu lộp độp rơi, bầu trời xung quanh tối sầm xuống. Tần Trì vẫn nhìn thẳng về phía Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử đang đứng không xa, hai người vô cùng ung dung tự tại. Lúc này Tần Trì biết, mình chắc đã rơi vào bẫy của bọn họ rồi, tên này đã chuẩn bị từ trước rồi. Anh Kha Lâm, em không đến muộn chứ? Trong màn mưa, hai người đàn ông cao to đội nón lá chậm rãi đi tới, vóc người vạm vỡ giống như Kha Lâm Tư Lạc. Tinh thần và thể xác của họ mạnh mẽ như bò Tây Tạng vậy, khiến cho người ta cảm thấy bị chèn ép. Hai người đàn ông trung niên chia ra chặn đường của Tần Trì, lúc này ông đã không còn đường lui nữa. Bàng Ba Địch, Tác Lạc Nam, hai người dễ kích động thế. Kha Lâm Tư Lạc trầm giọng nói, bọn họ chạy từ Tam Tinh Đôi đến dãy núi Đại Hưng An ở Đông Bắc, mệt nhọc vô cùng, mà 4 ngày 4 đêm liên tiếp bị Tần Trì đuổi đánh. Cục tức này, Kha Lâm Tư Lạc luôn nhịn trong lòng. Tác Lạc Nam cười mỉm nói, anh Kha Lâm, em nghĩ anh và chị dâu có thể đối phó với tên này cơ. Đúng rồi, Địch Luân Á đâu? Kha Lâm Tư Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, năm đó bọn họ còn chưa được nếm mùi sự lợi hại của Tần Trì, nếu không vì năm đó bọn họ và người Atlantis chạy nhanh thì chắc họ đều chết trong tay người đàn ông mang tên Tần Trì rồi. Nhiều năm nay, thực lực của ông càng ngày càng mạnh hơn, bọn họ phải luôn chạy, vì họ không dám đối đầu đến cùng với Tần Trì. Hơn nữa cuối cùng để dẫn Tần Trì đến đây, thậm chí bọn họ còn không lo được cho con gái mình. Kha Lâm Tư Lạc nói. Chắc Địch Luân Á sắp đến rồi, giải quyết tên này trước đi rồi nói. Bây giờ, mày chắc biết điều mà khoanh tay chịu trói rồi chứ. Bàng Ba Địch cười nhạt nói, con người này vô cùng mạnh, nếu như là người bình thường, bọn cũng chẳng cần nói vậy với ông ấy, bởi vì người bình thường không xứng. Tần Trì lắc đầu, thở dài nói, nhìn đám Kha Lâm Tư Lạc ở đằng trước. Trận chiến này chắc ông khó thắng dễ thua, khó tiếp tục rồi. Có vẻ như tao thực sự quá coi thường bọn mày rồi, người Tam Tinh, quả nhiên không ít nhỉ. Ông đã trúng bẫy của Kha Lâm Tư Lạc, hai tên này có thực lực tương đương với ông muốn giết bọn họ thì cũng phải trả cái giá không nhỏ, lại thêm việc đối phương không muốn giao chiến, mặc dù Tần Trì đã đoán được điều này nhưng ông không ngờ người Tam Tinh lại đứng đây đợi ông. Tác Lạc Nam khinh thường, ánh mắt lạnh lẽo. Cho dù Tần Trì thực sự không biết tốt xấu, 4 cao thủ bọn họ liên thủ lại đánh bại Tần Trì cũng là chuyện dễ dàng. Nói ít thôi, bây giờ quỳ xuống chịu chết đi thì chắc tao còn cho mày chết toàn thây, nếu không ở nơi núi non rừng thẳm này, tao nhất định sẽ để đám dã thú xé xác mày, ha ha. Giết mày, rồi sau đó là con trai mày không thể nào mạnh bằng mấy phần của mày, tao giết nó chắc mày không để ý đâu nhỉ. Ai bảo mày đưa món đồ quý như vật tổ tận thế cho con trai mày chứ? Ha ha ha! Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử cười nói, cho dù thế nào, bà ta cũng sẽ không để Tần Trì có cơ hội sống, người này nhất định phải chết. Tần Trì vẫn luôn là cái gai trong mắt bọn họ, vậy nên giết chết Tần Trì, kế hoạch của bọn họ sẽ đâu ra đó, không gặp vấn đề gì, thống trị địa cầu, biến loài người thành nô lệ luôn là giấc mộng của bọn họ. Mặc dù Tần Trì khiếp sợ, nhưng tâm không hề loạn. Ông vẫn thản nhiên mà nói. Thế thì bọn mày cùng lên đi, để cho tao xem nền văn minh Tam Tinh có thật sự lợi hại như vậy không. Năm xưa khi giao đấu với bọn họ và người Atlantis, Tần Trì cũng không hề lui nửa bước. Trận chiến hôm nay, ông nhất định phải đấu đến cùng. Dẫu biết khó thắng dễ thua, dẫu biết thập tử nhất sinh, nhưng lòng ta vẫn chẳng hề hối hận. Thế thì chẳng còn gì để nói nữa, đội trưởng Kha Lâm, em nghe anh chỉ huy. Tác Lạc Nam trầm giọng nói, lúc này mấy người bọn họ đã thủ sẵn thế, dù sao Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Kha Lâm Tư Lạc cũng biết bản lĩnh của Tần Trì rồi, hai người bọn họ chưa chắc có thể chiến thắng ông ấy nhưng thêm Tác Lạc Nam và Bàng Ba Địch thì phần thắng nằm chắc trong tay rồi. 4 người nhìn nhau, nhanh chóng ra tay, sức lực như sấm rền gió giật, áp đảo Tần Trì. 4 cao thủ, thực lực phi phàm, tinh thần và thể chất đều vượt trội, khi ra tay, đòn đánh như vũ bão, mạnh mẽ uy phong. Trong rừng núi, mưa lộp độp rơi, càng ngày càng to, sát khí cũng càng ngày càng nồng, mưa rơi bẻ liễu, lá rụng toán loạn, kèm theo cùng trận mưa to giả dích, trận đại chiến của 5 người cũng bắt đầu mở màn. Tần Trì nhìn thẳng, đứng giữa trận chiến, thực lực của 4 người Tam Tinh vô cùng mạnh, hơn nữa sức chịu đựng và khả năng hồi phục của bọn họ vô cùng kinh người, đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể thịnh mãi không suy,
lại thêm việc Tần Chỉ vốn cũng mệt mỏi rồi, đuổi giết 4 ngày 4 đêm mới có thể đuổi được hai người Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử đến đây. Tên này vừa xuống tên kia lại lên, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, nếu không Tần Chỉ chắc chắn có thể hạ cả 4 người. Năm đó ông đại chiến với cao thủ của phương Tây, rồi lại đối đầu với người của Atlantis, cuối cùng không ai lấy được vật tổ tận thế trong tay ông. Đông Phương Chí Tà cũng nổi danh thiên hạ từ ngày đó. Lần này, Tần Chỉ vẫn không dám thả lỏng, chỉ cần lơi là đôi chút là mất mạng ngay. Thực lực của người Tam Tinh không giống con người, Tần Chỉ không thể nào nắm rõ nước cờ của họ, đám này ai cũng xảo quyệt như hồ ly tinh, sống mấy nghìn năm rồi, cho dù có là ông cố nhà mình cũng không sống được lâu thế. Tục ngữ nói cấm có sai, gừng càng già càng cay. Mấy tên này đều vô cùng gian xảo, việc ông đuổi theo bọn họ 4 ngày 4 đêm chính là ví dụ rõ rệt nhất. Mục đích của Tần Chỉ là giết bọn họ để chấm dứt hậu họa sau này, hơn nữa Tần Chỉ cũng tương kế tự kế, muốn nhìn xem bọn chúng có đồng bọn không, có âm mưu gì, vậy nên mới chạy đến đây. Trận mưa ở dãy núi Đại Hưng An ở Đông Bắc dữ dội một cách dị thường, trên bầu trời sầm rền chớp giật, mưa rơi như chút nước, không có bóng kiếm lóe lên, họ tay không tấc sắt mà nghênh chiến, trọng quyền đánh ra, Tần Chỉ sử dụng hết bản lĩnh của mình nghênh chiến với 4 người. Nhưng thực lực của bọn họ vẫn mạnh mẽ vô song, mãi mà không ngừng, sức lực của ông dường như có dấu hiệu kiệt quệ rồi. Với Tần Chỉ mà nói, trận chiến này không công bằng, nhưng mâu thuẫn giữa hai nền văn minh vốn không công bằng, ai là người cười cuối cùng, người đó là người vui nhất. Tần Chỉ đã thể hiện hết những gì mình làm được rồi, cho dù có chôn thây ở đây, ông cũng không hối hận. Bởi vì con trai ông đã trưởng thành nên người, hậu sinh khả úy, đây là niềm tự hào lớn nhất đời ông. Nhưng người có tên, cây có bóng. Đối mặt với trời đất rung chuyển, không ai có thể ngăn chặn Đông Phương Chí Tà, Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử vẫn khá kiêng kỵ, cho dù bọn họ có thể vững vàng chế ngự Tần Chỉ nhưng bọn họ vẫn không dám tùy tiện lao lên. Lúc này họ cũng tạo một cơ hội lớn cho Tần Chỉ bắt đầu điên cuồng nghênh chiến, lấy chiến đối chiến, thà tự tổn thương 1.000 cũng phải đả thương địch 800. Đây chính là tín ngưỡng của ông, sứ mệnh của ông. Không ai có thể hiểu suy nghĩ trong đầu Tần Chỉ, ông ấy đánh với phương Tây, càn quét Atlantis, không chỗ nào Tần Chỉ không có mặt, nhưng không ai biết ông đến. Mắt Tần Chỉ sáng như đuốc, nắm vững nắm đấm, trận chiến giữa hai bên càng ngày càng tanh máu, dưới những đòn đánh liên tiếp của ông, 4 người đều bị ông đánh bị thương, xương sườn của Tác Lạc Nam đều bị Tần Chỉ đánh gãy, nhưng ông cũng bị thương nặng, hơn nữa thực lực của ông cũng ngày càng sa sút. Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ không chống đỡ nổi. Kéo dài khoảng cách, không thể sống mái với hắn, tên này mạnh quá. Kha Lâm Tư Lạc nhíu mày, sắc mặt âm trầm, nước mưa xối nước lên mặt ông ta, tầm nhìn cũng mở đi. Nhưng ông ta không hề do dự, lấy lui làm tiến, dùng chiến đối chiến, đây là chiến thuật tốt nhất của bọn họ. Nếu như làm một trận sống mái với Tần Chỉ thì cho dù có đánh bại đối phương chắc bọn họ cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, có khả năng sẽ phải chôn xác nơi đây. Bây giờ chỉ có thể kéo dài khoảng cách với Tần Chỉ thì mới có hy vọng. Bàng Ba Địch trầm giọng nói. Vâng, nhưng Tác Lạc Nam lại không cam lòng, hắn bị Tần Chỉ gánh gãy 3 cái xương sườn, đội mưa gió bão bùng, chịu đựng sấm rền chớp giật, hắn nhất định phải bắt Tần Chỉ trả giá. Đồ khốn nạn, cái bọn con người ti tiện, dám khiến ta bị thương. Chịu chết đi. Cước pháp của Tác Lạc Nam như điện, càn quét qua, ngay cả màn mưa cũng như bị hắn cắt đứt. Đòn cước có sức mạnh cực lớn, vắt ngang bầu trời, chèn ép vạn quân. Tần Chỉ như phải đối đầu với kẻ địch mạnh, hai tay giơ lên đỡ đòn, ông xoay người, tung quyền, sức mạnh kinh khủng chút xuống, đánh thẳng vào lòng bàn chân của Tác Lạc Nam. Á! Tác Lạc Nam hét lên thất thanh, sắc mặt thay đổi, ngã lăn xuống, vô cùng chật vật. Cẩn thận! Nhưng lời dặn dò của Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử đến quá muộn màng, Tác Lạc Nam đã phi người qua. Mà lúc này Kha Lâm Tư Lạc cũng nhân cơ hội, hai bóng dáng lao người lên, Bàng Ba Địch và Kha Lâm Tư Lạc tung quyền đấm thẳng vào vai của Tần Chỉ vọt qua tránh khỏi nắm đấm của Kha Lâm Tư Lạc nhưng không tránh kịp đòn tấn công của Bàng Ba Địch. Tần Chỉ xoay người giữa không trung, một chân đạp lên cây cổ thụ rồi phóng ra ngoài, cả người lăn xuống, quỳ một chân xuống đất. Tần Chỉ không ngừng thở dốc, vai đau đớn kịch liệt khiến ông phải nhíu mày, nhưng Tác Lạc Nam trước mặt cũng không dễ chịu gì. Hắn vô cùng chật vật, mặt tái mét, khập khễnh bước đi. Ba người kia lại ép sát Tần Chỉ,
Trận chiến ngày càng kịch liệt, bước chân của Tần Chỉ cũng bắt đầu hỗn loạn, dù sao cũng đã đuổi đánh 4 ngày 4 đêm, không ngủ không nghỉ, so với người tam tinh, thể lực của con người còn kém xa. Tốc độ và sức mạnh không ngừng giảm sút, uy thế của Tần Chỉ kém trước nhiều. Ông hiểu rõ, cứ như vậy thì mình chết chắc. Ông cũng tìm cơ hội, nhưng đối phương không phải loại làng nhàng, khuyết điểm duy nhất của người tam tinh là thiếu thiên phú luyện võ, nếu không mấy nghìn năm tuổi, cho dù có là người bình thường thì cũng không bình thường nổi. Đối với Tần Chỉ mà nói, thực ra ông đã thắng từ lâu rồi, ít nhất trước mặt người tam tinh, ông là sự tồn tại không thể đánh bại. Nhưng 20 năm sau, ông cuối cùng phải đối diện với một kết cục hoàn toàn khác. Tần Chỉ đã cố hết sức nhưng ông biết đường xuống Hoàng Tuyền đang gần ngay trước mắt. Kha Lâm Tư Lạc nghiến răng nghiến lợi, mối thù năm đó cuối cùng cũng có thể trả rồi. Một đời anh hùng, không ngờ Đông Phương Chí Tà cũng phải chết trong tay tao, ha ha ha. Năm đó mày ham hở thế cơ mà, Tần Chỉ hôm nay tao sẽ tiễn mày về Tây Thiên. Tên khốn khiếp này chính là kẻ địch lớn nhất của bọn họ, cho dù là nền văn minh Atlantis hay là nền văn minh Tam Tinh thì cũng như vậy, đều hận Tần Chỉ đến thấu xương. Năm đó nếu không vì Tần Chỉ một mình thay đổi cả cục diện của thế giới thì chắc bây giờ thế giới đã trở thành thuộc địa của nền văn minh Tam Tinh, tất cả sẽ nằm trong tay họ. Tóm lại, giết Tần Chỉ là biện pháp tốt nhất với bọn họ. Bây giờ hắn đã là nỏ hết đà, giết đi. Kha Lâm Tư Lạc quát lớn, sát khí bừng bừng, bốn người súng lại, lúc này Tần Chỉ có mọc cánh cũng khó thoát. Muốn giết bố tao, bọn mày phải hỏi tao trước xem tao có đồng ý không. Một tiếng hét lạnh như băng tuyết vang lên trong làn mưa, ầm ầm như sấm rền, khí thế hùng hồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Lâm. Tần Chỉ đột nhiên ngẩng đầu. Mặt mày biến sắc, lúc này Tần Lâm đã đến, nhưng chắc cũng không làm được gì, thậm chí có thể vong mạng nơi đây. Tần Chỉ nhíu mày, sao Tần Lâm lại ở đây? Thương Lộc, nhất định là do tên Thương Lộc khốn khiếp, nếu không phải tại hắn, Tần Lâm sẽ không xuất hiện ở đây. Tần Chỉ chỉ có một thằng con trai này, ông đương nhiên không hy vọng con trai mình gặp bất cứ nguy hiểm gì, bây giờ bốn người tam tinh đang bao vây ở đây, sao Tần Lâm có thể là đối thủ chứ? Thương Lộc, ông đây mà quay về thì ông không xong đâu. Tần Chỉ lửa giận xung trời, nhìn về phía Tần Lâm đang đứng giữa màn mưa, bước từng bước đi tới. Bố, mẹ! Một tiếng hét vang lên khiến Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử phải giật mình, trong lòng có dự cảm không lành. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử hét lên. Địch Luân Á! Bọn họ không ngờ con gái của bọn họ lại đi cùng hai con người này, hơn nữa có vẻ như bị áp giải đến. Chắc bọn mày cũng mừng lắm, may là bố tao không sao, nếu không cô ta chết lâu rồi. Tần Lâm lạnh lùng nói, đối mặt với bốn tên người tam tinh, Tần Lâm vô cùng cẩn thận, thực lực của mấy tên này không kém anh, mẹ kiếp, sao bọn chúng lại mạnh đến thế? Người tam tinh được trời ưu ái đến thế sao? Kha Lâm Tư Lạc trầm giọng nói, thả con gái tao ra, nếu không mày sẽ chết rất thảm. Tần Lâm tuyên bố hùng hồn, không hề quan tâm. Mày đang nói chuyện với tao à? Có lẽ bọn mày không biết con gái mình đang ở hoàn cảnh nào, nếu không mày có thể thử xem con gái mày với tao, ai chết trước? Kha Lâm Tư Lạc nhìn Tần Lâm chằm chằm, sát khí ngút trời. Mày dám uy hiếp tao? Tần Lâm cười khẩy nói. Thế thì sao, bây giờ tính mạng của con gái mày đang nằm trong tay tao, tao là giao thất cô ta là thịt cá, mày còn muốn đùa bỡn với tao hả? Sắc mặt của Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử trở nên khó coi, con gái là tất cả của bà ta, đối với một người mẹ mà nói, Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử không thể mặc kệ con mình được. Kha Lâm, cứu con chúng ta, mau cứu con chúng ta. Kha Lâm Tư Lạc cũng vô cùng sốt ruột, nhưng lúc này không thể để lộ ra được, nếu không thì ông ta sẽ rơi vào thế bị động, đám con người này sẽ được voi đòi tiên. Tao cho mày một cơ hội, thả con gái tao ra, nếu không mày tự chịu hậu quả. Giọng của Kha Lâm Tư Lạc trở nên bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, ông ta càng sốt ruột, dù sao đó cũng là máu mủ, là ruột thịt của ông ta. Tần Lâm nói, bây giờ người được ra điều kiện phải là tao, bọn mày không xứng. Đưa người của bọn mày cút khỏi Hoa Hạ, không được để tao nhìn thấy mày. Kha Lâm Tư Lạc nắm chặt nắm đấm, sát khí ngùn ngụt, mưa cũng bắt đầu ngớt, nhưng tim ai nấy đều đập thình thịch. Mơ đi, hôm nay, bọn mày đều phải chết. Có vẻ như mày không muốn đàm phán nhỉ. Tần Lâm nhún vai nhìn bố mình,
bố không nói gì, lúc này anh mới là người nắm quyền. Kha Lâm Tư Lạc phẫn nộ thét lên. Mày nghĩ mày có tư cách này sao? Mau thả con gái tao ra lệnh cho mày. Ra lệnh cho tao, mày bị ngu à, ha ha ha, người Tam Tinh bọn mày không có não sao? Tần Lâm kéo lấy Địch Luân Á, kẹp vào cổ của cô ta, lúc này, sắc mặt cô ta tái mét, Tiểu Lâm Hạnh nại tử như muốn ngừng thở, bà ta nắm chặt tay Kha Lâm Tư Lạc. Kha Lâm, đừng mà Kha Lâm. Sắc mặt Kha Lâm Tư Lạc trầm xuống, giọng nói run rẩy. Tần Lâm nói, thời gian của mày không còn nhiều đâu, nghĩ xem nên nói gì với tao. Bàng Ba Địch lo lắng nói, vì đại nghiệp nhất định phải giết chết bọn chúng đội trưởng Kha Lâm, bọn chúng không chết chúng ta sẽ gặp khó khăn, người này quá đáng sợ. Chúng ta đã sống mấy chục thế kỷ rồi, chúng ta không thể đợi được nữa, chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Bàng Ba Địch cảm thấy buồn bực trong lòng, mặc dù Địch Luân Á bị chặn nghẹn họng, nhưng chính bọn họ mới là những kẻ rắc rối thực sự. Kha Lâm Tư Lạc càng khó xử hơn, đây là điều mà Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam không muốn nhìn thấy nhất. Đội trưởng Kha Lâm, anh đừng quên sứ mệnh của chúng ta đến để làm gì? Chúng ta đã ở chỗ này mấy chục thế kỷ rồi mà vẫn chưa quay về, vẫn chưa thể đánh bại mấy nền văn minh tầm thường này, đây chính là nỗi nhục của người Tam Tinh. Bây giờ anh còn định cúi đầu trước bọn chúng sao? Đúng là nhục nhã quá mà. Tác Lạc Nam cũng vô cùng phẫn nộ. Đội trưởng, vì sự nghiệp vĩ đại chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác được, Tác Lạc Nam nói đúng, bây giờ chúng ta không còn thời gian nữa rồi, nếu anh vẫn do dự không quyết như này thì khi nào chúng ta mới có thể quay trở về bẩm báo chứ? Nền văn minh nhân loại bị chúng ta xâm chiếm là điều đã được định sẵn, đây là sự lựa chọn duy nhất của bọn chúng, lúc này chúng ta phải giết chúng thì mới có cơ hội chấn chỉnh lại cờ trống. Bàng Ba Địch vô cùng căng thẳng, liên tục khuyên ngăn Kha Lâm Tư Lạc. Thân là người Tam Tinh, sứ mệnh của họ là như thế, đã sống vất vưởng mười mấy thế kỷ cuối cùng cũng đã đợi đến ngày nổi dậy, tìm được vật tổ tận thế là bọn họ có thể khởi động lại phi thuyền vũ trụ năm đó, thống trị nhân loại. Lúc này một khi có chút do dự chần chừ đều sẽ khiến họ trở nên bị động, tên Tần Lâm này rất khó xử lý, nhất định phải nhanh chóng giết hết bọn chúng thì mới khiến mọi việc trở nên dễ dàng được. Đây là sự nghiệp vĩ đại của người Tam Tinh, là sự chờ đợi mười mấy thế kỷ của bọn họ. Không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Nhưng bây giờ Địch Luân Á lại trở thành điểm yếu của bọn họ, sự xuất hiện của cô cũng khiến họ trở nên do dự thiếu quyết đoán, Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam nhìn nhau, cả hai đã hạ quyết tâm rồi. Thời khắc này người khó đưa ra sự lựa chọn nhất chính là Kha Lâm Tư Lạc, một bên là sự vướng bận của bản thân với vợ, một bên là sự gào thét dữ dội của anh em, ông ta tự hỏi mục đích đến trái đất của bọn họ là gì? Chẳng phải là để xâm lược, để giành lấy trái đất sao? Bây giờ Tam Tinh thể đang đối mặt với vấn đề khan hiếm nguồn tài nguyên, vì thế bọn họ bắt buộc phải tìm một hành tinh tốt đẹp hơn làm thuộc địa, cũng để duy trì sự phát triển tương lai của người Tam Tinh. Trái đất tồn tại mấy trăm năm là một trong những kế hoạch của bọn họ, lúc đầu họ cử rất nhiều tiểu đội người đi thu thập, có một vài người đã mất tích, số khác thì chết trong vũ trụ, cũng có vài người quay trở lại, nhưng trong hệ mặt trời thì có rất ít nơi mà họ có thể sinh sống và phát triển. Trái đất chính là một trong số những nơi hiếm hoi đó. Đối với người Tam Tinh mà nói, năm đó họ đưa ra quyết định như thế là để tìm một nơi tiếp nối và hoàn thiện nền văn minh, có thể khiến con cháu đời sau không ngừng phát triển và trưởng thành, giúp nền văn minh Tam Tinh kéo dài, đây là điều không ai có thể phủ nhận được. Đã nằm gai nếm mật ở trái đất mười mấy thế kỷ rồi, cuối cùng họ cũng đã đợi được đến ngày hôm nay, có được thông tin của bốn miếng vật tổ tận thế. Vậy nên mới huy động toàn bộ lực lượng nổi dậy, vì sự nghiệp vĩ đại, vì sự phát triển của nền văn minh Tam Tinh, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Xin lỗi, Tiểu Lâm. Mắt Kha Lâm Tư Lạc đỏ hoen, sắc mặt trở nên u ám bất định, bởi vì ông ta biết có thể con gái của mình sẽ phải hy sinh, nhưng ông ta bắt buộc phải làm như thế, nếu như lựa chọn thỏa hiệp, ông ta sẽ trở thành tội đồ của nền văn minh Tam Tinh. Từ thời thiếu niên họ đã được lựa chọn vào kế hoạch siêu la giả. Hy sinh cả cuộc đời của bản thân, bố mẹ của họ không còn nữa nhưng đời sau của họ vẫn có hy vọng. Không, không, không. Tiểu Lâm Hạnh nại tử tái mét mặt mày, lúc này bọn họ đã quyết định xong rồi, ba người đàn ông này muốn quyết chiến một trận với đám người Tần Lâm, không màng đến sống chết của Địch Luân Á. Sự hoảng loạn bao phủ trong ánh mắt của Địch Luân Á, cô ta chỉ là một người thiếu nữ chưa trải sự đời, mười mấy thế kỷ giống như mười mấy ngày, tưởng dài lâu mà thực ra rất ngắn ngủi.
Ánh mắt đoạn tuyệt của bố mẹ cũng khiến cô ta thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì bọn họ làm như thế chắc chắn là sẽ từ bỏ cô. Tần Lâm cũng cau mày lại, xem ra tên này thực sự không màng đến an nguy của con gái mình, nhất định phải liều chết một trận với bọn họ. Tên này cũng tàn nhẫn thật đấy, đến con gái của mình cũng không quan tâm. Ánh mắt Kha Lâm Tư Lạc kiên định nhìn Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Vì đại sự, giết không tha. Lúc Kha Lâm Tư Lạc nói ra câu nói này, Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử cũng đã tuyệt vọng hoàn toàn. Bà ta không phải người ngang ngược vô lý, nhưng cho dù là người phụ nữ lý trí nữa thì cũng không thể nào lựa chọn được khi đứng trước mặt con cái. Nước mắt của Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử không ngừng tuôn ra, bọn họ đã từng thề dưới ngọn cờ lăng mục, vì sự nghiệp vĩ đại không ngại hy sinh tất cả. Nhưng sau khi có sự vướng bận bà ta mới hiểu ra so với sự nghiệp vĩ đại, con cái mới là điều quan trọng nhất. Nhưng rõ ràng Kha Lâm Tư Lạc rất bình tĩnh, lý trí, ông ta chọn sự nghiệp cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ con gái của mình. Chiến tranh và cướp bóc trước giờ không có đúng sai, chỉ là lập trường không giống nhau mà thôi. Lúc này, bọn họ chỉ có thể trả giá bằng sinh mạng để thực hiện cuộc chiến tranh này. Đây cũng là điều mà Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử không thể nào chấp nhận được, nhưng Kha Lâm Tư Lạc đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Địch Luân Á chảy dài những giọt nước mắt đau lòng. Cô ta không biết sự nghiệp vĩ đại gì, bố mẹ nói với cô ta rằng chỉ là về nhà, chỉ là muốn dẫn cô đi nhìn ngắm nền văn minh tam tinh thể đẹp mê ly. Nhưng bây giờ bản thân lại trở thành vật hy sinh. Lòng Địch Luân Á vô cùng rối bời, sự lựa chọn của bố mẹ là đúng hay sai đều không quan trọng, trái tim của người con gái đã bị tổn thương sâu sắc, thì ra bố mẹ vẫn luôn lừa dối cô. Đáng chết! Tần Lâm cau mày lại, đám người Kha Lâm Tư Lạc đã chuẩn bị xong, lao nhanh về phía trước. Trong mắt tên này chỉ có bản thân mà thôi. Giết chết Tần Lâm và Tần Chỉ thì bọn họ mới có thể an tâm, bởi vì Kha Lâm Tư Lạc biết vật tổ tận thế trong tay Tần Lâm. Giết! Cho dù bị thương nhưng Tác Lạc Nam vẫn không hề sợ hãi lao về phía trước. Sắc mặt Tần Lâm trầm xuống, tiếp tục châm ba cây kim bạc vào gáy Địch Luân Á, cô ta lập tức mất đi ý thức, ngã vào lòng anh. Địch Luân Á! Mặt Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử biến sắc, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Bởi vì bà ta không biết Tần Lâm đã làm gì với Địch Luân Á mà lại khiến cô ta ngất đi, thậm chí bà ta còn tưởng Địch Luân Á đã chết rồi. Hồng Mai, em đi giúp bố anh. Tần Lâm nhìn về hướng Hồng Mai, Tạ Hồng Mai khẽ gật đầu, lúc này cuộc đại chiến giữa hai bên đã không có đường lui nữa rồi, nhất định phải phân chia thắng bại. Tần Lâm không có ý định giết Địch Luân Á, mặc dù cũng là người tam tinh nhưng cô ta vô tội, hơn nữa giữ lại biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. Để cứu bố mình, hôm nay phải quyết chiến một trận với đám người tam tinh này. Tên nhóc này sao lại đến đây? Tần Chỉ nhìn Tầm Lâm, sắc mặt vô cùng u ám. Tôi không phải đứa trẻ, có một số chuyện tôi tự biết đúng sai, cũng có thể phân biệt được thị phi, bây giờ không phải lúc ông giáo huấn tôi. Tần Lâm bực dọc nói, lao về phía Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử, ánh mắt hai người họ sục sôi ngọn lửa tức giận, muốn giết chết Tần Lâm. Bởi vì con gái họ đã ngã xuống. Tần Chỉ sững sờ, tên nhóc này dám dậy đời cả bố của mình, có điều dưới sự giúp đỡ của Tạ Hồng Mai, liên thủ với nhau chiến đấu với Tác Lạc Nam và Bàng Ba Địch, hai bên chiến đấu quyết liệt đến lạ thường. Tần Lâm không lo được nhiều như thế, bây giờ mục tiêu của anh chỉ có một, đó chính là tấn công và đẩy lùi được đám người này, có thể giết chết là tốt nhất. Kìm hãm sự nguy hiểm nhưng không biết có làm được hay không. Vết thương của bố rất nghiêm trọng, lúc này ông ấy và Tạ Hồng Mai liên thủ với nhau, khó khăn lắm có thể chống đỡ được thế tấn công của Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam, nhưng Tần Lâm nhận ra mấy ngày nay bố tiêu hao rất nhiều sức lực, ánh mắt của ông ấy tràn đầy sự mệt mỏi, nếu như không phải sự chấp niệm và ý chí trong lòng thì có thể ông ấy đã gục ngã từ lâu rồi. Tần Lâm tuyệt đối không thể để người con gái mình yêu thương và bố ruột mình rơi vào nguy hiểm được. Lợi ích quốc gia quan trọng hơn tất cả nhưng không có nghĩa là ông ấy phải liều sống liều chết. Cho dù là Thương Lộc đã nói cho ông ấy biết mình nên đi đâu, thế mà ông ấy vẫn nhất quyết đến Tam Tinh Đôi, nếu như ông không đi đến nơi đó thì sẽ không đến đây, cũng sẽ không rơi vào kết cục thập tử nhất sinh như này. Anh rất may mắn vì lựa chọn của bản thân là đúng đắn. Tần Lâm một đấu hai, Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Kha Lâm Tư Lạc hận anh đến tận xương tủy. Bây giờ bọn họ hoàn toàn không biết con gái mình còn sống hay chết, Tần Lâm chính là hung thủ giết người. Nếu như không phải Tần Lâm thì bây giờ Tần Chỉ đã chết rồi,
hơn nữa con gái họ cũng sẽ không bị giam cầm. Chết đi tên danh con. Kha Lâm Tư Lạc sục sôi lửa giận, kế hoạch mấy nghìn năm của họ đã bị thay đổi bởi sự xuất hiện của anh. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử cũng không màng tất cả, thân là một người mẹ có thể tưởng tượng ra sự căm giận của bà ta, không xé xác Tần Lâm thành trăm mảnh thì không thể chút được cơn giận trong lòng. Lâm Tự Quyết, bất động minh vương ấn. Ánh mắt Tần Lâm càng trở nên nghiêm trọng, giơ hai tay lên, hai ngón tay sâu chuỗi vào nhau bước đầu tạo thành ấn quyết. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh đáng sợ bộc phát, ấn quyết tung ra một cách dễ dàng, Kha Lâm Tư Lạc cũng không dám xem nhẹ, nắm đấm cuồn cuộn, hai bên giao đấu với nhau, ngày càng khốc liệt, chiêu thức nào cũng vô cùng hiểm hóc. Hay lắm! Ánh mắt Tần Chỉ sáng rực, bất động minh vương ấn của Tần Lâm vô cùng chính xác và điêu luyện, cửu tự chân ngôn là mật ấn của Phật giáo vô cùng khó khăn, nhưng một khi luyện thành cũng rất đáng sợ, ấn quyết tung ra không ai có thể đỡ nổi. Nhưng đáng tiếc là bây giờ ông ấy không thể thực hiện cửu tự chân ngôn được, nếu không sao có thể để tên Kha Lâm Tư Lạc ngông cuồng như thế được chứ. Nhưng Tần Lâm đã không làm ông thất vọng, Lâm Tự Quyết, bất động minh vương ấn khiến cho Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Kha Lâm Tư Lạc tái mét mặt này, lúc đầu bọn họ đã từng được lĩnh giáo cửu tự chân ngôn của Tần Trì, quả thực không hề tầm thường chút nào. Hai bên lúc chiến lúc lùi, nhưng điều khiến Kha Lâm Tư Lạc không ngờ được đó là Tần Lâm chỉ biết ấn pháp này. Sau khi thực hiện xong sẽ mất đi năng lực ban đầu, nhưng sự cường mạnh của cửu tự chân ngôn cũng khiến Kha Lâm Tư Lạc do dự, vì thế ông ta không dám quyết chiến đến cùng với Tần Trì, chỉ có thể vừa chiến đấu vừa hành động. Nhưng Tần Lâm không hề có ý định nhận thua một cách dễ dàng, cú tấn công bất động minh vương ấn khiến anh tự tin gấp bội, dũng khí ngút trời, quyền thuật điêu luyện. Hai người đều rất đau đầu, hai bên đang chiến đấu hăng say, nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Trải qua một hồi lâu nhưng Kha Lâm Tư Lạc không đẩy lùi được Tần Lâm, ông ta thấy vô cùng kinh ngạc, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, tên này thực sự khá giống với dáng dấp của Tần Trì năm đó. Cho dù là liên thủ với vợ cũng chưa chắc đã đánh bại được Tần Lâm. Tần Lâm càng đánh càng hăng, đây cũng là điều bọn họ lo sợ, người thanh niên non nớt này mặc dù mới 20 tuổi đầu nhưng chiêu thức vô cùng đáng sợ, họ nào dám lơ là mất cảnh giác chứ. Mặc dù Tần Lâm rất mạnh nhưng bố của anh và Tạ Hồng Mai sắp không chịu nổi nữa rồi, cho dù không bị Bàng Ba Địch đánh bại hoàn toàn nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vết thương của bố nếu không nhanh chóng chữa trị rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ông ấy đang dần đánh mất tính mạng của bản thân. Bước chân của Tần Trì ngày càng loạng choạng, trong lúc bất cẩn đã bị Bàng Ba Địch đánh trúng vào chỗ hiểm. May mà có Tạ Hồng Mai đứng bên cạnh hỗ trợ. Nhưng một cao thủ tứ mạch như Tạ Hồng Mai cũng không thể nào canh chừng được hết đám người tam tinh đông như Quân Nguyên này. Cô độc một mình nhưng vẫn gắng gượng vô cùng thận trọng để không phụ sự giao phó của Tần Lâm. Nhưng Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam chỉ có một mục đích, đó là giết chết Tần Trì, diệt trừ tai họa về sau. Để đạt được mục đích cho dù phải hy sinh con gái của đội trưởng Kha Lâm cũng không tiếc nuối. Đương nhiều điều quan trọng hơn đó là để giành lấy được vật tổ tận thế. Phật tổ tận thế là thứ then chốt để họ thống trị trái đất, khởi động lại phi thuyền vũ trụ, đám người trong nền văn minh nhân loại hoàn toàn không biết dùng cũng không xứng đáng sở hữu. Tần Lâm cau mày lại, cứ tiếp tục thế này bố anh nhất định sẽ rất khó khăn, mục đích tới lần này của anh cũng là để cứu bố, còn những việc khác anh hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù anh muốn chiếm quyền chủ động tuyệt đối nhưng kẻ lên người xuống, bố và Tạ Hồng Mai không còn nhiều thời gian nữa. Tần Lâm thay đổi suy nghĩ. Bây giờ phải trấn áp hai người họ thì mới có thể khiến họ rơi vào thế khó xử. Tần Lâm búng tay, bỗng nhiên có một thanh kiếm xuất hiện từ trên trời. Thất tinh Long Uyên nhanh chóng nằm trong tay anh, trong thời khắc này Tần Lâm quyết định sẽ liều mạng. Vì bố anh còn không còn sự lựa chọn nào nữa, nhất định phải quyết chiến một trận đến cùng. Kiếm vô cảnh kết hợp với thất tinh Long Uyên, kiếm khí của Tần Lâm như gió, dứt khoát mạnh mẽ. Càn quét phía trước khiến Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử vô cùng sửng sốt. Kiếm của Tần Lâm rất nhanh và mạnh mẽ, đặc biệt là kiếm pháp vô cảnh. Thất kiếm, bát kiếm, cửu kiếm, kiếm vô cảnh dần tăng tiến, mỗi cây kiếm đều giống như thiên ngoại phi tiên, bởi vì cây này trồng lên cây kia, nhanh, chuẩn và mạnh hơn, không ai có thể ngăn cản được thế kiếm. Kiếm pháp thật mạnh mẽ. Mặc dù Tần Chỉ thua liên tiếp nhưng ông cũng rất sửng sốt khi nhìn thấy con trai mình thực hiện kiếm pháp thiên biến vạn hóa này, dường như mỗi cây kiếm đều là tinh hoa, vừa giống như điểm cuối lại tựa như điểm xuất phát, thay đổi liên tục.
Kiếm nằm trong tay Tần Lâm giống như một con rồng mạnh mẽ dũng khí vút tận trời xanh. Kiếm ảnh nhiều màu, đánh đâu thắng đó. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Kha Lâm Tư Lạc thất bại liên tiếp, ánh mắt tràn đầy sự kinh sợ, sức mạnh của Tần Lâm nằm ngoài sự dự đoán của họ, lần này sợ rằng sẽ thua cuộc. Nếu như tiếp tục chiến đấu rất có khả năng họ sẽ rơi vào thế bị động, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Kha Lâm Tư Lạc đã không còn rảnh rỗi nhàn hạ nữa rồi, bởi vì Tần Lâm gây áp lực quá lớn khiến họ trở tay không kịp. Thập nhất kiếm. Thập nhị kiếm. Tần Lâm nhìn thẳng, sát khí trùng trùng, thất tinh long uyên giống như rồng gào thét trên trời cao, hai người họ không thể nào đối chiến được, bây giờ hoàn toàn không thể trốn tránh. Thậm chí trên người đã có vài vết thương, cứ tiếp tục đánh thế này rất có khả năng sẽ mất mạng. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử nghiến chặt răng, trong lòng vô cùng buồn bực. Lúc này Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam cũng đã chú ý đến hoàn cảnh của Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Kha Lâm Tư Lạc, nói không chừng bọn họ sẽ bại trận. Rút lui. Kha Lâm Tư Lạc trầm giọng nói. Ý định rút lui nảy ra, Kha Lâm Tư Lạc biết mình không thể nào quyết chiến với đối phương được, làm như thế bọn họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Con trai của Tần Chỉ thực sự quá mạnh. Mặc dù họ muốn giết người cướp của diệt trừ hậu quả sau này, nhưng với thực lực của bốn người họ thì không đủ để xoay chuyển tình hình. Tiếp tục chiến đấu thì sẽ rơi vào đường cùng, cho dù không can tâm nhưng cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa bây giờ con gái của họ không biết sống chết thế nào vậy nên không đáng để liều mạng. Để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt, bọn họ đã mất hết sự tin, nhưng vì sự nghiệp vĩ đại mấy nghìn năm, vì tương lai của nền văn minh tam tinh họ bắt buộc phải quyết đoán. Đội trưởng Kha Lâm, vẻ mặt Bàng Ba Địch vô cùng nghiêm trọng, bây giờ mà rút lui gã ta không cam tâm. Sắp giết chết hai người họ rồi, nếu như rút lui vào lúc này thì mọi sự nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng nếu như không rút lui thì trong số bọn họ ít nhất sẽ có một hai người phải chết. Đối với bọn họ mà nói chỉ cần một chút lơ là cơ hội sẽ vụt mất, nhưng nếu phải trả giá bằng tính mạng thì Kha Lâm Tư Lạc sẽ không làm như thế. Rút lui. Kha Lâm Tư Lạc quát lên, bây giờ bọn họ không nắm chắc phần thắng nữa rồi, còn không biết sống chết của con gái thế nào, nếu như nói đến đau khổ ông ta còn đau khổ hơn cả Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam, nhưng ông ta không thể hành động lỗ mãng như thế được, Tần Lâm thực sự quá mạnh, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm những sự giúp đỡ khác, kêu gọi tất cả người tam tinh trên trái đất tiếp tục vạch ra kế hoạch thực hiện sự nghiệp vĩ đại. Cho dù Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam rất khó chịu nhưng đội trưởng Kha Lâm đã hy sinh cả con gái rồi. Ông ta sẽ để tâm đến sự sống chết của bọn họ sao? Nếu như hai người họ không đi, vậy vì chắc chắn sẽ bị Tần Lâm đánh cho một trận tơi bời. Nghĩ cho đại cục, để tiếp tục sống sót hai người bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Kha Lâm Tư Lạc là người cầm quyền cũng là đội trưởng của họ, bây giờ người ta đã rút lui rồi nếu hai người còn ở lại thì cho dù giết chết được Tần Chỉ thì e rằng cũng không thể sống sót. Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam nghiến chặt răng, bốn mắt nhìn nhau. Nhanh chóng rút lui, giữ khoảng cách an toàn nhất với Kha Lâm Tư Lạc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử. Mặt Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử trắng bạch, nhìn con gái của mình nhưng lại không thể cứu, bà ta kìm nén được những giọt nước mắt tuôn trào như mưa. Nhưng chuyện đã thế này rồi bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác, bốn người họ rút lui thì mới có thể sống sót được. Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo. Hơn nữa Tần Lâm cũng không có ý định đuổi bắt bọn họ, tình trạng sức khỏe của bố anh rất nguy kịch. Kế sách vây ngụy cứu Triệu, ép bọn họ rút lui chính là mục đích cuối cùng của anh. Mắt nhìn đám người hớt hả bỏ chạy, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm trọng. Phụt, Tần Chỉ phun ra một ngụm máu tươi, gục ngã một lần nữa. Tiền bối, Tạ Hồng Mai một tay đỡ Tần Chỉ, sắc mặt của ông vô cùng khó coi. Tần Chỉ xua tay, mặt trắng bạch, cảm giác như toàn thân không còn sức lực nữa, địch đã bỏ chạy ra rồi. Ông cũng đã có thể buông xuôi lòng chấp niệm vì thế toàn bộ tinh thần đều sụp đổ hoàn toàn, một chút sức lực để gắng gượng cũng không còn nữa. Tiền bối, chú không sao chứ? Tạ Hồng Mai lo lắng nói. Chú sợ rằng mình sắp không chịu được nữa rồi. Tần Chỉ cười khổ rồi lắc đầu. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để ông chết. Tần Lâm trầm giọng nói. Bố biết rõ tình trạng sức khỏe của mình. Tần Chỉ lắc đầu thở dài một hơi. Mang trên người vết thương nặng gắng gượng đấu một trận với bọn chúng, tinh thần đã tiêu hao cạn kiệt, cơ thể suy sụp hoàn toàn, thoi thóp hơi thở cuối cùng, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh. Tôi nói rồi,
có tôi ở đây ông sẽ không chết đâu. Tần Lâm cau mày lại, bắt mạch cho Tần Trì. Cơ thể của ông thực sự đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không phải tinh khí rồi rào gắng gượng đến hơi thở cuối cùng, đổi lại là người thường thì đã chết từ lâu rồi. Thường xuyên bôn ba ở bên ngoài, trạng thái tinh thần vốn dĩ đã rất tệ rồi, phải chiến đấu với bốn đại cao thủ, bị thương đến tận gốc rễ, cuối cùng lại đánh nhau với người tam tinh, cơ thể vốn dĩ đã cạn kiệt sức lực, lại liên tiếp bị thương, đây mới là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất. Nhưng vẫn may có Tần Lâm ở đây, anh sẽ không để bố ngã xuống. Hãy đợi tôi. Nói xong, Tần Lâm quay người rời đi, khuất bóng trong rừng rậm. Trong dãy núi Đại Hưng An có rất nhiều gấu đen, đối với tình trạng hiện tại của Tần Trì mà nói thì thứ tốt nhất chính là mật gấu. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được nhân sâm rừng trăm tuổi thì cũng tốt, nhưng nhân sâm rừng căn bản không dễ kiếm chút nào, hơn nữa còn là loại hơn trăm tuổi, đúng là khó hơn lên trời. Nhưng những con gấu đen có thể di chuyển được, chỉ cần bọn họ tìm kiếm trong rừng nguyên sinh thì chúng có thể phát hiện ra dấu vết của họ, khi đến thời điểm chúng sẽ thu hút họ đến, thế là đúng quy trình rồi đó. Sau khi Tần Lâm bắt mạch cho bố, biết ông chỉ có thể sống thêm được vài giờ, anh đã lập tức chạy vào sâu trong rừng núi. Chấm 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 chấm. Đêm dài đằng đẵng, làn gió mát lạnh như nước. Ngay lúc này, hơi thở của Tần chỉ càng ngày càng yếu. Ông đã sớm biết mình sắp không xong rồi. Mặc dù chú là bố nó, nhưng đây là lần thứ hai trong đời chú được nhìn thấy nó, không ngờ lần từ biệt này sẽ là mãi mãi, hai. Tần Trì thở dài nói. Tiền bối, chú nhất định sẽ không sao đâu, Tần Lâm sẽ không để chú xảy ra chuyện đâu, y thuật của anh ấy rất lợi hại, chú phải tin tưởng anh ấy. Tạ Hồng Mai vội nói, dù sao đây cũng là bố chồng tương lai của cô. Đương nhiên Tạ Hồng Mai cũng vô cùng lo lắng cho ông. Không kịp đâu, không kịp. Tần Trì lẩm bẩm. Ông là con người, đương nhiên cũng có những cảm xúc của con người, đặc biệt là đối với vợ con, đó là sự áy náy to lớn nhất. Bao năm qua, chú không hề than thở hay ân hận, nhưng chú lại mắc nợ hai mẹ con họ, không ngờ sau hơn 20 năm xa cách thì lần này lại là cuộc chia ly vĩnh viễn. Tần Trì tự trách. Tần Lâm giống hệt chú, nó là một người rất kiêu ngạo. Chú có thể thấy được sự quật cường trong nó, bao nhiêu năm qua, chú không ngờ nó lại càng ngày càng giống mình đến vậy, hơn nữa, nó cũng lại dấn thân vào con đường một đi không trở lại này. Thật làm khó cho cháu, cô gái. Mặc dù bao năm qua cha con chú không liên lạc với nhau, nhưng chú có thể thấy được sự cứng đầu đến mức ngay cả chú cũng không thể ngăn cản được. Chú hy vọng sau này cháu có thể chăm sóc cho nó thật tốt, Tần Lâm là một người vô cùng tự trọng nhưng lại mang hoài bão lớn. Người như vậy cũng là người dễ bị tổn thương nhất, bởi vì nó không muốn phụ lòng bất kỳ ai. Lời nói của Tần Trì đã khích lệ Tạ Hồng Mai rất nhiều, và đây cũng là một sự công nhận dành cho cô. Chú có thể thấy giữa cháu và Tiểu Lâm có một sự đồng nhất về sinh tử, đây chính là điều mà chú coi trọng nhất, nếu như cháu không phụ nó thì nó cũng sẽ không bao giờ làm cháu phải thất vọng. Thật đáng tiếc là chú sắp phải ra đi rồi. Nỗi buồn trong lòng Tần Trì không thể nói thành lời. 20 năm cuộc đời sống ở Tần Thành lại chứa đầy sự áy náy và tội lỗi đối với đứa con của mình, áy náy với chính người phụ nữ của mình, nhưng giờ phút này đây, cuối cùng ông cũng sắp rời bỏ thế giới này rồi. Cho dù có là Đông Phương Chí Tà khiến mọi người khiếp sợ thì sao chứ? Điều đó cũng không thể thay đổi được đại cục của thế giới. Sức người có hạn, trong lòng Tần Trì đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, không gì có thể trường tồn mãi mãi, cũng không ai có thể ở sống đời sống kiếp. Tần Lâm vốn đã là niềm tự hào của ông, nhưng vào lúc này, ông lại không khỏi lo lắng cho Tần Lâm, sợ rằng một mình anh phải đối mặt với mọi chuyện, đây là nỗi lo cuối cùng của bậc làm cha. Chú sẽ không sao đâu, Tần Lâm nhất định sẽ không để cho chú đi đâu. Tạ Hồng Mai nắm lấy tay Tần Trì, hai mắt đỏ hoe. Đã quá muộn, không kịp nữa rồi. Tần Trì mỉm cười, dường như ông đã nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, nhưng đáng tiếc là người đó lại không ở cạnh ông. Con về rồi. Ánh mắt Tần Lâm nóng rực, thân thể bê bết máu, có hơn chục vết máu từ chỗ quần áo bị rách, vẻ mặt cũng hết sức khó coi, thân thể lại càng suy nhược hơn trước. Anh, sao anh lại thành ra thế này? Tạ Hồng Mai không ngờ Tần Lâm lại bị thương nặng đến vậy, ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn, toàn thân anh chi chít vết sẹo, không cần nói cũng biết anh đã trải qua một trận chiến sinh tử. Cơ thể anh. Vẻ mặt Tạ Hồng Mai lập tức hoảng hốt và lo lắng. Tần Lâm sao lại có thể biến thành bộ dạng này? Toàn thân anh đều là vết thương,
vừa rồi anh rời đi hoàn toàn không phải như vậy. Đánh nhau với gấu đen ý mà. Tần Lâm mỉm cười, nụ cười trên miệng rất ôn nhu, Tạ Hồng Mai không khỏi cảm thấy xót xa. Tần Chỉ hơi híp mắt lại, khóe miệng đầy chua xót, đánh nhau với gấu đen thì sao phải úp úp mở mở như vậy, gấu đen tuyệt đối không thể áp chế được một cao thủ thất mạch như anh được. Tần Lâm không hề nói anh gần như đã xông vào hang ổ của gấu đen, 12 con gấu đen đã chiến đấu cùng anh gần một canh giờ, cuối cùng Tần Lâm đã giết được một con rồi bỏ chạy. Giật thức ăn trong miệng hổ còn không nguy hiểm đến vậy, đấu với 12 con gấu đen giận dữ, không phải ai cũng có thể kiểm soát được. Tần Lâm không thèm để ý tới dăm ba con gấu đen, nhưng sức công phá của 12 con gấu thì hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của người thường. Không chỉ là chuyện 1 cộng 1 bằng 2, có thể nói Tần Lâm hiểm tử hoàn sinh sao, anh mới giết xong một con gấu đen thì những con gấu khác ắt sẽ rén, vậy nên chúng không dám tiếp tục giao chiến với Tần Lâm. Và đây chính là lúc để anh thoát khỏi nguy hiểm. Sao hiểm tử hoàn sinh, trong lúc nguy hiểm sắp mất mạng nhưng vẫn có thể sống sót. Tạ Hồng Mai nhìn vết thương trên người Tần Lâm, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, vài lớp da thịt sắp rơi cả ra, máu me đầm đìa khắp người, nhưng trên mặt anh lại không hề có chút đau đớn. Chỉ có anh mới biết mình đã hy sinh cho bố nhiều như thế nào. Lúc này Tần Chỉ cảm xúc lẫn lộn. Làm sao mà không tức giận khi nhìn thấy con trai mình bị gấu đen đánh trọng thương được chứ? Tần Lâm cầm mật gấu trong tay, đây là thứ mà anh dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi. Dù có là một kẻ cứng rắn như Tần Chỉ thì lúc này cũng không khỏi nhỏ máu trong lòng. Đáng thương nhất chính là lòng cha mẹ, nhưng con trai Tần Lâm của ông lại khiến ông càng thêm vui mừng, cũng càng thêm khó chấp nhận, anh đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, trải qua bao nhiêu khổ cực chứ? Tần Chỉ biết mình không thân mấy với con trai, nhưng bao nhiêu năm như vậy, không lúc nào là ông không nghĩ tới hai mẹ con bọn họ. Thế hệ nào cũng có người tài, thế hệ mới thay thế người cũ, sự trưởng thành của Tần Lâm cũng làm Tần Chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Vết thương của con trai đã làm ông đau, nỗi đau ở trong tim. Tần Lâm và Tần Chỉ nhìn nhau, không nói nên lời, ánh mắt hai cha con giao nhau trong một khoảnh khắc, bỗng mọi thứ đều trở nên im lặng. Ăn mật gấu kèm với 5 loại thảo mộc này, có thể hơi đắng nhưng sẽ cứu được mạng sống của ông. Tần Lâm nói. Tần Chỉ gật đầu, sau đó ăn mật gấu cùng một ít thảo dược, tuy rất đắng nhưng đây là thứ mà chính con trai mình dùng tính mạng để đổi lấy, cho dù có đắng đến đâu thì Tần Chỉ cũng sẽ không nhíu mày. Đây không chỉ là thuốc, mà còn là nỗi khổ tâm của Tần Chỉ. Không cần biết kết quả như thế nào, dù cho có thể sống sót hay không, Tần Chỉ vẫn ăn không chút do dự. Thân thể Tần Chỉ quá yếu, sau khi ăn xong đống dược liệu mà Tần Lâm tìm được trong rừng núi liền chìm vào giấc ngủ say. Phù! Tần Lâm lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh cũng dựa vào thân cây, sắc mặt mệt mỏi, Tạ Hồng Mai cũng cảm thấy xót xa. Tần Lâm, anh cũng nghỉ ngơi đi, vết thương của tiền bối đã ổn định rồi. Tạ Hồng Mai nói. Tần Lâm gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ sâu, cả đêm cũng yên tĩnh, ngày hôm sau, Địch Luân Á cũng đã tỉnh. Nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ tuyệt vọng và trống rỗng. Ngay khi ngã xuống đất, cô ta mới biết mình không hề quan trọng trong lòng bố mẹ, bọn họ không hề muốn trở về quê nhà tươi đẹp, mà chỉ muốn chiếm hữu trái đất, biến trái đất thành thuộc địa của họ. Đối với Địch Luân Á mà nói, đây chính là sự lừa dối và tổn hại lớn nhất đối với một đứa trẻ như cô ta. Sau khi Tần Lâm tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt cô đơn lạc lõng của Địch Luân Á, anh không khỏi cảm thấy thương cảm cho cô. Không cần biết Kha Lâm Tư Lạc và người Tam Tinh có mục đích gì, nhưng ít nhất cô ta vẫn vô tội. Bố mẹ cô đã rời đi rồi. Tần Lâm nói, trông Địch Luân Á có chút tuyệt vọng, tuy cô ta đã tồn tại hơn 1.000 năm ở thời đại này, nhưng cô ta thật sự cũng chỉ là một đứa trẻ. Ánh mắt của Địch Luân Á đầy bối rối, cô ta không biết phải đi đâu. Tại sao bọn họ lại bỏ rơi tôi, tại sao họ lại lừa dối tôi? Tại sao? Giọng Địch Luân Á vô cùng tức giận và cuồng loạn. Bao nhiêu năm qua, tôi không phải là đứa con gái yêu quý của hai người hay sao? Nhưng vào thời điểm quan trọng nhất thì các người lại bỏ rơi tôi, chẳng lẽ đây chính là tình yêu của các người ư? Nước mắt của Địch Luân Á không ngừng chảy xuống, đôi mắt cô chứa đầy nỗi buồn. Tôi yêu họ rất nhiều, nhưng họ lại không hề yêu tôi. Địch Luân Á lẩm bẩm. Tần Lâm không biết làm sao để khuyên nhủ Địch Luân Á. Cô ta là một cô gái trong sáng, lại không có nhiều tâm tư, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất,
đó chính là quê nhà xinh đẹp cùng với bố mẹ mình. Không có chút tạp niệm nào trong mắt cô ta chỉ muốn trở về quê hương, đó là ngôi nhà mơ ước của cô. Nhưng quê hương thực sự của cô chính là trái đất, những điều tốt đẹp nơi đây cũng khiến cô ta lưu luyến. Nhưng những điều tốt đẹp bao năm qua đã hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc. Ngay từ lúc bố cô kiên quyết xung phong liều chết thì địch Luân Á đã biết rằng trái tim cô đã trở nên vô cùng hoảng sợ, cô sợ hãi cả thế giới và sợ hãi bố mẹ mình. Không phải họ không yêu cô, nhưng họ có sứ mệnh và sự theo đuổi của riêng mình. Có lẽ xét từ góc độ văn minh nhân loại chúng ta thì bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng họ cũng có tín ngưỡng của riêng mình. Tôi không bao giờ coi thường bọn họ, bởi vì họ chiến đấu cho lý tưởng của họ. Tần Chí nghiêm nghị nói. Phương pháp của Tần Lâm thực sự khiến ông kinh ngạc, không ngờ thân thể mình lại khôi phục nhanh như vậy, tinh thần và khí lực còn mạnh hơn cả lúc trước, đương nhiên tất cả những chuyện này đều nhờ vào Tần Lâm. Che già măng mọc, đây đúng là đang miêu tả thực về Tần Lâm. Tần Trì và đám người Tam Tinh Kha Lâm Tư Lạc đã từng va chạm với nhau hơn 20 năm trước, vậy nên ông cũng khá hiểu bọn họ. Trong sự lựa chọn giữa lý tưởng và hiện thực, họ đã chọn lý tưởng. Nhưng đối với chúng tôi mà nói thì họ vẫn đáng chết, bởi vì bọn họ là những kẻ xâm lược, nhưng với thân phận làm cha mẹ, tôi thật sự khinh thường ông ta. Cho nên, bọn họ đúng, nhưng bọn họ vẫn sai. Tần Trì lắc đầu, còn địch Luân Á lại trở nên thất thần. Tần Lâm nhìn sang bố, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Vậy tôi phải làm gì đây? Địch Luân Á đầy sợ hãi, cô sớm đã không biết mình phải đi đâu. Thả cô ấy đi, Tần Lâm, cô ấy vô tội. Người Tam Tinh sai, nhưng không phải người Tam Tinh nào cũng đáng chết, bậc cha mẹ chính là cha mẹ họ, còn cô ấy là cô ấy, không giống nhau. Trách nhiệm của chúng ta là phải đấu tranh với người Tam Tinh cho đến chết, nhưng cô ấy là ngoại lệ, cô ấy có thể còn khổ hơn cả con. Tần! Thế anh không làm hại tôi sao? Địch Luân Á sửng sốt, không ngờ Tần Lâm suốt ngày dọa mình lại thật sự không muốn làm tổn thương cô. Nhưng lúc này cô lại càng cảm thấy phiền muộn, tuy lúc đầu cô thật sự muốn giết bọn họ, nhưng bọn họ lại lấy ân báo oán như vậy, thật sự khiến cho địch Luân Á có chút khó tin. Cô nói xem, nếu không thì cô cho rằng mình có thể sống đến bây giờ hay sao? Tần Lâm cười nói. Địch Luân Á đỏ mặt, tỏ ra vô cùng ngại ngùng, nhưng cảm xúc trong lòng cô đang hết sức lẫn lộn, không biết phải làm sao. Tại sao giữa các nền văn minh lại không thể cùng tồn tại trong hòa bình? Tại sao chúng ta phải chiến đấu một sống một còn, không chết không thôi hả? Bởi vì trên thế giới này không có thứ gì hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, họ có tín ngưỡng của họ, còn chúng tôi có sự theo đuổi của riêng mình. Nếu bắt buộc phải dung hòa thì chỉ làm tổn thương cả hai bên mà thôi, vậy nên không có gì hưng thịnh mà không suy tàn. Những gì chúng tôi đang bảo vệ chỉ là quê hương của chính chúng tôi. Tần Trì nói một cách điềm đạm, địch Luân Á không phải người không biết đúng sai. Ít nhất cô vẫn biết phân biệt điều đó. Có lẽ, người Tam Tinh chúng tôi đã sai rồi, có lẽ, thế giới đáng ra phải tốt hơn một chút. Địch Luân Á nhẹ nhàng nói, nhưng cô biết bố mẹ cô sẽ không đồng ý, ít nhất bọn họ sẽ không bao giờ có thể chung sống hòa bình với nhau. Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Tần Lâm nhìn sang Tần Trì. Đi tìm bọn họ, trận chiến này còn lâu mới kết thúc, nếu cứ để người Tam Tinh tiếp tục phát triển thì sẽ không kịp đâu. Người cuối cùng phải gánh chịu hậu quả sẽ chính là chúng ta. Trái đất không thể gặp bất kỳ nguy hiểm nào được, người Tam Tinh vô cùng mạnh mẽ, còn hơn cả người Atlantis. Tần Trì nghiêm mặt nói, ông không phải người bắn tiếng đe dọa, mục đích của người Tam Tinh chính là chiếm toàn bộ trái đất và biến nơi đây thành thuộc địa của bọn họ, để người của bọn họ xuất hiện trên hành tinh của chúng ta. Atlantis vốn là con người trên trái đất. Bọn họ muốn hoàn thành quá trình biến đổi và để sự rực rỡ của Atlantis tỏa sáng trên trái đất một lần nữa, hai bên hoàn toàn không giống nhau. Điều đáng sợ là năm đó người Tam Tinh thực sự đã hợp sức với người Atlantis, nhưng họ không biết rằng chính mình lại đang bảo hộ lột ra. Cho dù bây giờ Tần Trì cũng sẽ tuyệt đối không cho bọn họ có cơ hội. Giữa bọn họ mà nói, chỉ có một bên có thể tồn tại, không chết thì không ngừng. Atlantis cũng vậy. Họ không thể dung thứ cho nền văn minh nhân loại mới phất được, và nền văn minh nhân loại cũng không thể dung thứ cho bọn họ. Được. Tần Lâm cho rằng lời nói của bố Tần Trì chắc chắn không thể nghi ngờ được, anh hiểu rõ điểm này hơn ai hết, Tần Trì cũng là người hiểu rõ người Atlantis và người Tam Tinh nhất. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?
Tạ Hồng Mai hỏi. Tôi sẽ đưa mọi người đến đó, mặc dù tôi biết mọi người có những mục tiêu khác nhau, nhưng tôi hy vọng các người có thể để cho chúng tôi một con đường sống. Địch Luân Á nhìn về phía Tần Lâm và Tần Trì. Lời cầu xin của một đứa trẻ khiến cho Tần Lâm không có lý do gì để từ chối, đôi mắt nhỏ đáng thương của Địch Luân Á không thôi nhấp nháy, bởi vì cô không biết bố mẹ mình sẽ phải đối mặt với một trận chiến như thế nào, thực lực của Tần Lâm và Tần Trì cũng không phải tầm thường. Tôi chỉ hy vọng cuộc chiến giữa mọi người có thể kết thúc. Đó chỉ là hy vọng đơn giản của Địch Luân Á, không hề có chút tạp niệm nào. Đây chính là điều mà tôi hy vọng, nhưng bố mẹ cô và những người đã chờ đợi hàng ngàn năm, bọn họ mới là người không muốn nhất, nếu họ dừng chiến tranh thì tôi cũng sẽ không giết người vô tội, nhưng nếu bọn họ nhất quyết đối đầu với nền văn minh nhân loại thì chúng tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Ánh mắt Tần Lâm trở nên lạnh lùng. Bốn mắt nhìn nhau, Địch Luân Á so với Tần Lâm thì càng hiểu rõ hơn cả, trận chiến này khó kết thúc như thế nào, việc này còn khó hơn lên trời, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Đội trưởng Kha Lâm, tại sao anh lại ngăn cản chúng tôi? Chúng tôi đã xém giết được chúng rồi, chẳng lẽ anh không thấy sao? Bàng Ba Địch nói với vẻ mặt u ám. Thế ý cậu là dùng mạng sống của hai chúng ta để đổi lấy mạng sống của hai tên đó hay sao? Kha Lâm Tư Lạc nhìn Bàng Ba Địch bằng ánh mắt lạnh lùng. Ý em không phải vậy đâu đội trưởng Kha Lâm. Bàng Ba Địch thấp giọng nói. Nhưng lúc đó thật sự chỉ cách một bước mà thôi. Tác Lạc Nam có chút không cam tâm. Thật sao, các cậu nghĩ xem, hắn giết tôi và Tiểu Lâm thì mất bao lâu chứ? Các cậu đang đánh cược mạng sống của chúng ta hay sao? Hắn muốn dùng phương pháp vây ngụy cứu Triệu để kiềm hãm hai người, nếu Tần Trì và người phụ nữ đó chết thì chúng ta cũng sẽ khó sống. Tôi mất đi con gái rồi, chẳng lẽ hai người còn muốn làm cho gia đình tôi tan nát ư? Chỉ dựa vào hai tên có đầu óc ngu si tứ chi phát triển như các cậu thì có thể liều mạng với người ta hay sao? Tôi giao tương lai của nền văn minh tam tinh cho các cậu thì thật đúng là ngồi chờ chết mà. Kha Lâm Tư Lạc gầm lên. Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam cúi đầu im lặng, ánh mắt của Kha Lâm Tư Lạc khiến cho bọn họ sợ hãi không dám nhìn đối diện ông ta. Giờ đây ông ta đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi, con gái đã bị Tần Lâm bắt đi, đến bây giờ còn chưa rõ sống chết. Sao ông ta có thể không lo lắng được chứ? Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử đã khóc thành sông, trong lòng vô cùng hối hận, lẽ ra bọn họ nên rút lui ngay từ đầu, có lẽ đã có thể cứu được con gái mình. Nhưng cứ khư khư cố chấp thì bọn họ không những không có được vật tổ tận thế mình muốn, mà thậm chí còn mất đi con gái của mình. Đây chính là một sự sỉ nhục lớn đối với Kha Lâm Tư Lạc. Đối với kế hoạch hiện tại, bọn họ không còn cách nào khác. Cho dù biết vật tổ tận thế nằm trong tay Tần Lâm và Tần Trì thì bọn họ cũng không làm gì được. Nếu con gái đã không còn thì chúng ta hãy đến Madagascar đi, hy vọng rằng chúng ta có thể trả thù thành công. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử lau nước mắt và nói với vẻ lạnh lùng, con gái mình đã rơi vào tay loài người, nền văn minh tam tinh lại đang đối đầu với bọn họ, bây giờ chắc chắn Địch Luân Á đang gặp nguy hiểm. Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử cũng biết tình yêu nam nữ rất ngắn ngủi. Bọn họ đã từng thề sẽ tìm ra một hành tinh có thể tồn tại mãi mãi cho nền văn minh tam tinh. Gạt đi vẻ nhân từ của một người mẹ, đôi mắt của Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử khiến cho Kha Lâm Tư Lạc càng cảm thấy đau khổ, nhưng bọn họ đã không còn cách nào khác. Đi thôi, Madagascar có người của chúng ta, chỉ cần chúng ta mạnh lên thì không ai có thể tiếp tục bắt nạt chúng ta được nữa. Kha Lâm Tư Lạc trầm giọng nói, sau đó nắm chặt tay Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử. Bọn họ nhất định phải quét sạch nền văn minh nhân loại. Chỉ khi lấy được nội hạch hành tinh, và cũng là vật tổ tận thế, thì bọn họ mới có cơ hội giết sạch loài người. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, nhớ lấy, Bàng Ba Địch, Tác Lạc Nam, chúng ta sẽ giết tất cả loài người, bất kể có bao nhiêu thì chúng ta cũng phải giết cho bằng hết, để chúng chết không có chỗ chôn. Phải giết chúng thì tài nguyên của trái đất mới không bị lãng phí, chỉ khi đó chúng ta mới có thể sinh sống ở đây. Nền văn minh nhân loại không xứng đáng với tài nguyên ở đây, những thứ này đều là của chúng ta, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ giết tất cả và cho bọn chúng biết được nền văn minh tam tinh của chúng ta hùng mạnh đến cỡ nào. Kha Lâm Tư Lạc nói với vẻ giễu cợt, Bàng Ba Địch và Tác Lạc Nam cũng gật đầu lia lịa, trong mắt tràn đầy sát ý, nói đến giết chóc thì vô cùng hưng phấn, đây sẽ là một cuộc thảm sát giết chết nền văn minh nhân loại tự cho mình là đúng, vậy thì nền văn minh tam tinh mới có thể chiếm lĩnh được thế giới. Đối với những sinh vật yếu ớt như nền văn minh loài người, bọn họ phải chịu sự nô dịch và tuyệt vọng trước cái chết.
Sự hủy diệt của bọn họ sẽ là sự bắt đầu mới cho người tam tinh. Quần đảo Samoy ở Madagascar. Biển xanh trời trong, nơi này gần biển khơi, nó mang khí hậu nhiệt đới, bầu trời xinh đẹp, vạn dặm không mây, nước biển trong suốt, kết hợp cùng bầu trời màu lam, phản chiếu lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi tam tinh đôi, trái đất đẹp quá. Địch Luân Á không khỏi cảm thán, với cô mà nói, cả nghìn năm nay, cô luôn sống dưới mặt đất, chẳng hề ló đầu ra, sợ sẽ thu hút sự chú ý của nền văn minh nhân loại, sau đó con người sẽ bóp chết họ từ trong trứng nước. Nếu không vì phát hiện ra tin tức về vật tổ tận thế, Kha Lâm Tư Lạc và bọn họ sẽ không đi ra ngoài. Địch Luân Á luôn phải chịu đựng mọi gian truân vất vả, điều này khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Phải sống dưới mặt đất hơn 1.600 năm, chỉ ngủ thôi cũng đã ngủ hơn 500 năm rồi, đối với người tam tinh bọn họ mà nói, mấy ngày không ăn không uống cũng chẳng có vấn đề gì, bởi vì sức mạnh và hệ thống năng lượng trong cơ thể bọn họ đã đạt đến trạng thái vô cùng ổn định. Địch Luân Á vốn là người vô cùng thẳng thắn, xét theo tuổi của nền văn minh nhân loại chắc cô mới chỉ là một cô thiếu nữ đang độ 16-17 tuổi. Cô khác biệt với sự trưởng thành của Tạ Hồng Mai, Địch Luân Á nhìn thấy mấy cảnh đẹp kia liền cảm thấy sảng khoái, vô cùng thoải mái, như bị choáng ngợp bởi cảnh sắc nơi đây, đâu đâu cũng là những thứ mới mẻ, là cảnh sắc nao lòng. Ngay cả Tần Lâm cũng không khỏi cảm thán, nơi này thực sự quá đẹp. Thành phố ven biển lại càng phô bày khung cảnh xinh đẹp động lòng người của bầu trời và biển cả. Nơi này đẹp quá Tiểu Lâm, anh nói xem, sau này chúng ta còn có cơ hội cùng dắt tay nhau chậm bước trên bờ biển không? Tạ Hồng Mai lẩm bẩm nói, nhiều năm sống kiếp sống chiến đấu, cô đã sớm trở thành một cô gái cứng rắn như thép, cho đến khi cô gặp Tần Lâm, anh đã mở rộng trái tim cô, lúc này cô mới cảm nhận được thế giới này hóa ra đẹp biết nhường nào. Ở bên người mà mình yêu vẫn luôn là chuyện vui nhất. Tần Lâm nhún vai nói. Sẽ còn cơ hội. Anh không dám khẳng định vì anh không biết liệu ngày mai có thứ gì bất ngờ xảy ra. Lúc này bố là ví dụ cũng là tấm gương rõ rệt nhất cho anh. Tần Trì nghiêm túc nói, nhìn Tần Lâm. Bí mật về vật tổ tận thế không chỉ có một, hơn nữa nền văn minh của Atlantis và Maya đều đang tìm kiếm nó. Những người tam tinh này cũng kín như bưng. Trong tay con đang cầm hai mảnh vật tổ tận thế, con phải cố gắng bảo vệ nó, nếu không để nó rơi vào tay địch thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Tần Lâm trầm ngâm nói. Vật tổ tận thế có vẻ như ẩn giấu một nguồn năng lượng bên trong khiến chúng ta không thể xem thường. Thương Lộc nói cho tôi biết vị trí của mảnh vật tổ tận thế thứ ba, nhưng tôi thấy người tam tinh vẫn quan trọng hơn, chỉ cần giết hết bọn họ, hy vọng cướp được vật tổ tận thế của chúng ta cũng lớn hơn. Nền văn minh Atlantis và Maya ít nhất còn thuộc về nền văn minh của trái đất, nhưng người tam tinh quỷ kế đa đoan, hơn nữa không biết bọn họ có bao nhiêu đồng bọn trên trái đất. Tần Trì trịnh trọng nói, ông sợ Tần Lâm vì khinh địch mà thất bại trong tay cao thủ của những nền văn minh khác. Con sai rồi, không nên xem thường bất kỳ nền văn minh nào cả, nhất là những đứa trẻ mồ côi được thừa kế từ ngàn năm thậm chí vạn năm trước, nền văn minh Maya và nền văn minh Atlantis đều khó dây. Đều là tinh hoa được chắt lọc, bây giờ để đối phó với nền văn minh nhân loại, bọn họ như chim sợ cành cong, muốn khiến bọn họ cúi đầu nể phục không đơn giản đâu. Tôi chưa từng giao chiến với nền văn minh Maya, nhưng nghe người Atlantis nói, nền văn minh Maya rất khó giải quyết, họ có nhiều bảo vật, thậm chí đã thừa kế qua vô vàn năm tháng, có nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của con người chúng ta. Dù sao thời gian tồn tại của nền văn minh Maya và nền văn minh Atlantis cũng nhiều hơn con người nhiều. Nền văn minh nhân loại chúng ta đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, giống như một đứa bé vậy, mà bọn họ đã là người trưởng thành lâu rồi. Tần Lâm vô cùng cẩn thận, rửa tai lắng nghe lời chỉ dạy của bố, những lời bố nói, anh đều nhớ kỹ trong lòng, không hề bỏ sót. Tần Trì nói, nền văn minh của con người mạnh ở việc mình còn trẻ, hỏa lực thịnh vượng, hơn nữa người bên ta nhiều, bây giờ dù là nền văn minh Atlantis hay Maya thì đều không bằng chúng ta. Con người mới là nền móng của sự vực dậy của nền văn minh, không có con người, cho dù có chiếm được trái đất thì làm được gì chứ? Nền văn minh HH Atlantis muốn chiếm trái đất nhưng họ không định giết hết con người, bởi vì cái họ muốn chính là trở thành kẻ thống trị của thế giới, nó mới chính là biểu tượng của sự vực dậy của nền văn minh Atlantis. Điều này, bố hiểu rõ hơn những người khác. Vậy nên, ông có quan hệ gì với nữ hoàng của Atlantis? Tần Lâm đột nhiên hỏi khiến Tần Trì sững sờ, mặt mày ngượng ngùng. Tần Trì kiên định mà nói. Con hỏi cái này để làm gì?
Giữa bố và bọn họ chỉ có quan hệ đối địch, bọn họ muốn tiêu diệt nền văn minh nhân loại, muốn chúng ta khuất phục trước bọn họ, bố nhất định sẽ không cúi đầu. 20 năm trước như vậy, 20 năm sau cũng thế. Cũng chưa chắc. Tần Lâm lạnh lùng nói, Tần Trì nhíu mày, thằng nhãi này, vừa nghe là biết có vấn đề, có điều Tần Trì không muốn tiếp tục tranh cãi với Tần Lâm nữa. Con chỉ cần nhớ phải bảo vệ vật dưới chân con, nó quan trọng hơn cả tính mạng của con nữa. Chúng ta phải bảo vệ gia đình chúng ta, phải bảo vệ con cháu của chúng ta, mặc dù rất khó, rất mong manh, nhưng đây là trách nhiệm của thời đại chúng ta. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề, những lời này không hề dối trá, trời mà sập xuống thì chúng ta phải chống lên, bởi vì con không biết đằng sau lưng con có bao nhiêu người cần con bảo vệ. Tần Trì nặng nề vỗ một cái lên vai Tần Lâm cũng không nói nữa, những lời trịnh trọng này không thể nghi ngờ. Lần này hành trình đến Madagascar tiếp tục tuy tìm dấu chân của người Tam Tinh là một hành trình rất nguy hiểm. Mặc dù bây giờ thực lực của bọn họ hồi phục rồi, nhưng đội ngũ của người ta càng ngày càng mạnh mẽ, lần này mà giao chiến tiếp theo, bọn họ cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Nhìn Địch Luân Á tươi cười chạy trên bờ biển, lòng Tần Lâm cũng bình lặng hơn nhiều, nếu như thế giới này có thể bình yên như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng anh nhất định phải thay tất cả mọi người tiến bước mà bảo vệ cảnh đẹp sau lưng. Tần Lâm đuổi theo hỏi Địch Luân Á. Cụ thể bọn họ ở đâu? Tôi cũng không biết, nhưng chắc là ở trên quần đảo Samoy, chứ không phải ở trong lục địa Madagascar. Cụ thể là hòn đảo nào thì tôi cũng không rõ. Mặt Địch Luân Á toát lên vẻ vô tội, cô thực sự không biết. Vậy chỉ có thể vừa đi vừa tìm thôi. Tần Lâm và bố nhìn nhau, có điều lúc này vẻ mặt của bố bình tĩnh hơn nhiều. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Quần đảo. Samoy mặc dù nhiều đảo nhưng cũng chỉ có mấy hòn đảo là có thể trốn được thôi, hơn nữa đa số đều có con người sinh sống, vậy nên chỉ cần tìm được những hòn đảo hiếm có người đặt chân lên là được. Tần Lâm gật đầu, Tần Trì nói, mấy đứa đi trước đi, bố đi tìm người giúp đỡ. Tần Lâm nhìn bố, không biết ông muốn làm gì nữa, có điều bây giờ thực lực của ông mạnh hơn anh, ông đã hồi phục được cơ thể, anh không cần lo cho sự an nguy của bố nữa. Lúc này Tần Lâm thuê một chiếc cano, ba người đi đến quần đảo Samoy. Tần Trì lắc đầu, trong ánh mắt chứa chan sự cảm thán, ông rút điện thoại ra gọi vào số điện thoại 20 năm trước. Tần Trì lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy không biết em có bắt máy không? Tuy nhiên lúc này trong trang viên rộng cả chục nghìn hecta, có một người phụ nữ với bóng lưng đẹp như tranh vẽ run rẩy bắt máy, số điện thoại kia, 20 năm nay chưa từng gọi đến. Anh còn có mặt mũi để gọi cho tôi à? Giọng nói lạnh như băng hơi run rẩy, người phụ nữ tung hoành khắp bờ Đông Hải Madagascar, lúc này trái tim như muốn vỡ ra. 38 tuổi, người phụ nữ độc thân đứng thứ 9 tạp chí Forbes thế giới. Nữ hoàng hương liệu Madagascar, toàn bộ ngành xuất nhập khẩu hương liệu của Madagascar đều nằm trong tay cô, một người phụ nữ đứng trên đỉnh của hương liệu. 20 năm trước, tên của cô vang danh khắp eo biển, không ai không biết. Hôm nay cái tên này càng khiến cho lũ hải tặc khắp biển phải sợ hãi. Không ai biết Tiffany mạnh thế nào, tóm lại 20 năm qua, người phụ nữ thừa kế cơ nghiệp như cô đã hạ rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đứng sừng sững ở Madagascar, trở thành trụ cột chống đỡ GDP của cả quốc gia. Ở Madagascar cô là thần. Tần Trì cười khổ nói. Tôi đang ở trên quần đảo Samoy. Cô ấy cúp máy, ánh mắt nóng bỏng. 20 năm nay cô vẫn luôn chờ đợi cuộc điện thoại này. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như hồ ly, đôi mắt xanh thăm thẳm, đẹp như hai hòn ngọc, cho dù năm nay đã 38 tuổi thì khuôn mặt ấy vẫn mỹ lệ xinh đẹp như xưa, vẫn chẳng khác gì thời con gái 20 tuổi. Làn da đàn hồi mọng nước như quả anh đào, khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cũng nở nụ cười. Nữ hầu bên cạnh kinh ngạc, phục vụ chủ nhân suốt hơn 20 năm, cô chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt động lòng người đến vậy. Đôi môi của cô khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra mấy câu. Chuẩn bị một chút, tôi muốn đến quần đảo Samoy, huy động tất cả tàu thuyền, lần này tôi muốn anh ấy có mọc cánh cũng khó thoát. Lúc này, toàn bộ còi trên bến tàu vang lên, tàu thuyền lái thẳng về quần đảo Samoy. Tần Lâm, Tạ Hồng Mai và Địch Luân Á bắt đầu không ngừng tìm kiếm khắp quần đảo Samoy, nhưng tìm một hồi lâu vẫn không tìm được thứ gì. Người Tam Tinh cho dù có đến đây cũng sẽ không làm náo loạn mà họ đều biết phải im lặng, âm thầm tìm đồng bọn. Điều này khiến Tần Lâm vô cùng buồn bực nhưng cũng hết cách. Ngay cả Địch Luân Á cũng chỉ tìm được đến đây,
còn về tung tích kỹ hơn thì phải dựa vào Tần Lâm. Tần Lâm và Tạ Hồng Mai mệt đến mức đầu toát đầy mồ hôi, liên tục tìm mấy hòn đảo đều vô ích, không có bất kỳ tin tức gì. Lúc này Tần Chỉ đến nơi, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Tần Lâm, không cần hỏi cũng biết kết quả. Tần Lâm cười gượng nói. Tìm thế này không có kết quả đâu. Đúng vậy, nếu như chúng ta cứ tìm liên tục như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể, tìm như vậy không hiệu quả. Tạ Hồng Mai bất lực nhún vai nói, Địch Luân Á càng sững sờ hơn, cô ấy dường như chỉ quan tâm đến việc thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Tiền bối, chú có cách gì không? Tạ Hồng Mai nhìn Tần Trì, trong mắt đầy tia hy vọng, dù sao Tần Trì cũng là bố Tần Lâm, hơn nữa từng giao chiến với người Tam Tinh. Chú cũng không biết, cứ đi một lúc đã. Tần Trì cười nói, dựa vào năng lực của bọn họ, tìm người Tam Tinh là chuyện không thể. Madagascar không lớn bằng Hoa Hạ nhưng cũng rộng cả trăm nghìn cây số, lại thêm quần đảo Samoa nằm gần biển, các hòn đảo cách xa nhau, muốn tìm người Tam Tinh đúng là quá khó. Lực lượng của họ ít ỏi, một mình tới đây như vậy đúng là bị động, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng hết lựa chọn. Tu, tu tu, tiếng còi chói tai vang lên khắp biển khơi, vùng biển xung quanh, sóng lớn phập phồng, ở xa xa từng chiếc tàu thuyền lớn nhỏ đang đi tới. Sao lại nhiều tàu như vậy? Bọn họ dường như đang lại gần chúng ta. Tần Lâm nhíu mày, mấy chục chiếc tàu, không phải là cả trăm chiếc mới đúng, hừng hực khí thế, nghênh đón mà đến, tạo cho người ta cảm giác bị áp chế. Đúng vậy, tiếng còi điếc tai như vậy, nhiều quá đi. Theo như em đoán, chắc phải có trăm chiếc tàu lớn. Ngay cả Tạ Hồng Mai cũng vô cùng kinh ngạc, xung quanh sóng cuồn cuộn, đợt sóng càng ngày càng nhanh, giống như con quái vật đang xông tới. Sóng cuồn cuộn, ào về phía này, uy thế như vậy khiến Tạ Hồng Mai khó chịu, khủng khiếp quá. Du thuyền, tàu thủy chở khách, tàu chở hàng, thuyền du lịch, tàu đánh cá, vô vàn các loại tàu đang xông đến đây, bao vây lấy quần đảo Samoa. Nhìn ra xa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Nhưng xung quanh ngoại trừ mấy con thuyền nhỏ của bọn họ thì chẳng có bóng người nào, vậy nên có thể nói sự áp chế này đang đặt lên người họ. Chuyện gì thế này, nhiều tàu như vậy. Chẳng nhẽ chúng ta đắc tội người ta sao? Hay là chúng ta đã chọc giận người dân bản địa, phá vỡ quy tắc của bọn họ? Tần Lâm trầm giọng nói, đối mặt với sự áp chế khủng khiếp đến đột ngột thế này, anh vô cùng buồn bực, còn chưa tìm được người Tam Tinh mà đã bị người bản địa đuổi đến, chán thật đấy. Những chiếc du thuyền, tàu chở hàng này nhiều vô kể, rẽ sóng mà đến, đúng là đùa anh mà. Thế trận lớn như này, cũng nể mặt bọn họ phết đấy. Bọn họ bị những chiếc tàu này bao vây lấy, cả đám trông bé nhỏ yếu ớt vô cùng. Tu tu, một con tàu màu trắng cực lớn xông lên trước, vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn những chiếc du thuyền bình thường nhiều, to hơn cả mấy lần, chắc chắn không phải loại du thuyền cỡ nhỏ. Một bóng người yểu điệu mặc chiếc váy dài màu tím chậm rãi xuất hiện trước mắt Tần Lâm. Dưới ánh mặt trời, trên boong thuyền, cô gái mặc váy tím kia cao cao tại thượng, đôi chân đẹp thon dài thoát ẩn thoát hiện. Cô đeo kính râm, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, giống như tiên nữ không nhuốm khói lửa nhân gian vậy, cô yểu điệu đứng đấy. Dưới ánh mặt trời, vẻ tao nhã, nữ vương của cô càng hiện rõ 10 phần. Đẹp quá đi! Địch Luân Á lẩm bẩm nói, ngay cả Tạ Hồng Mai cũng hơi cảm thấy tự ti mặc cảm, người phụ nữ này tinh xảo quá, hơn nữa còn đẹp đến vậy, đúng là khiến cho mọi người phụ nữ đều sinh lòng ghen tị. Mã hiệu Titanic. Tạ Hồng Mai nhìn chiếc du thuyền kia, lầm bầm nói, vô số du thuyền tàu chở hàng xung quanh đều ở đây hộ giá người phụ nữ kia. Tần Trì, anh cuối cùng cũng đến gặp tôi. Người phụ nữ nhìn ra xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói của cô như tiếng chim sơn ca vậy, êm tai dịu dàng, nhưng lại mang chút gì đó lạnh lẽo. Lúc đó, tất cả mọi người đều ngẩn người, nhất là Tần Lâm, anh không thể nào ngờ được, người phụ nữ này đến là để gặp bố mình Tần Trì. Titanic, là cái quái gì? Tần Lâm còn chưa hoàn hồn, bố mình có đức có tài gì, người phụ nữ này trông chẳng già hơn mình là bao mà tại sao cô ấy lại ở đây đợi bố mình chứ? Tư thái cao cao tại thượng khiến nghiến người ta nhìn mà lùi bước, cô nhìn Tần Lâm và mọi người, nhưng anh biết ánh mắt của cô đang tập trung trên người bố mình. Chẳng nhẽ là tình nhân gặp mặt à? Tần Lâm trầm mặc, ánh mắt của người phụ nữ này đầy vẻ ai oán, bừng lửa, nó đã nói lên tất cả. Trong ánh mắt của cô chỉ có bố mình, người phụ nữ này như hổ như sói, như muốn nuốt chửng bố mình vậy. Tần.
Chỉ thở dài, ông nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp bừng lửa của cô. Tiffany, lâu rồi không gặp. Tiffany nắm chặt nắm đấm, đôi mắt xinh đẹp hơi rưng rưng. Anh đúng là thằng lừa đảo, tôi chờ anh 20 năm rồi. Ngay cả Tần Lâm cũng hoảng hốt, có vẻ như đây là món nợ đào hoa của bố mình. Tần chỉ cười gượng, ánh mắt chân thành. Ánh mắt của Tiffany 20 năm như một, trong mắt cô chỉ có vẻ thâm tình. Khúc ca ly biệt, năm tháng dần trôi, chỉ còn nỗi tương tư làm tan nát lòng người. Xin lỗi Tiffany. Trong mắt Tần chỉ đầy vẻ phức tạp, Tần Lâm có thể thấy được bố thực sự có tình cảm với người phụ nữ này, chỉ có điều nhiều năm nay đừng nói đến cô ấy, cho dù là mẹ anh thì vẫn phải nếm cảnh chăn đơn gối chiếc. Vì nước nhà, vì hòa bình thế giới, bố đã đánh đổi quá nhiều, không ai biết nỗi đau thực sự chỉ có mình ông gánh chịu. 20 năm sống ở nhà tù Tần Thành, sự cô độc trong lòng cũng là nỗi khổ khó nói nhất. Nhưng ông sẽ không nói cho Tiffany biết. Tiffany chậm rãi bước xuống từ trên du thuyền, bước từng bước lại gần Tần Trì. Tôi không muốn nghe xin lỗi, tôi chỉ muốn giết cái tên phụ bạc như anh. Trong ánh mắt của cô tràn đầy lửa giận, thậm chí cô chỉ muốn băm vằm Tần Trì ra. Không ai biết, 20 năm nay cô đã trải qua những gì, cũng không ai biết sự nỗ lực của cô, sự đợi chờ của cô liệu có kết quả không. 20 năm nay, tôi tìm anh 20 năm nay, tìm anh khắp thế giới, nhưng anh đâu có tìm tôi. Tôi phái thám tử tư điều tra bộ đội đặc chủng, tìm anh 10 năm ở Hoa Hạ, anh có biết không? Tiffany gào thét lên, Tần Trì cũng không nói được gì, chỉ có thể ôm cô vào lòng, mặc kệ cô giãy giụa, muốn thoát khỏi cánh tay của ông. Tần Lâm lắc đầu, nợ đào hoa của bố mình có vẻ không ít nhỉ, ngay cả Tạ Hồng Mai cũng ngưỡng mộ, đúng là đáng khâm phục. 20 năm nay cô ấy vẫn luôn bảo vệ và chờ đợi, thâm tình phết nhỉ. Người phụ nữ này đúng là không dễ dàng gì. Tạ Hồng Mai nói nhỏ, cũng chỉ có cô mới biết được sự đau khổ và hành hạ khi chờ đợi, mà người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần này đã chờ đợi tiền bối Tần Trì 20 năm. Ngay cả Tạ Hồng Mai cũng không bì nổi sự vĩ đại của cô. Tần Lâm mãi không nói gì, lúc này anh có hơi ngưỡng mộ bố mình, có người âm thầm đợi chờ nhiều năm như vậy, đây chẳng phải vì ông ấy mạnh sao. Có người sẵn sàng đợi cũng thể hiện ông là một người đáng để nương tựa. 20 năm, đời người có bao nhiêu cái 20 năm chứ? Tần Lâm không trách bố mình, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, Tần chỉ có, Tiffany cũng có, cho dù kết quả như thế nào thì đấy đều là lựa chọn của ông ấy, không ai có quyền phủ định nó. Tần chỉ nói thầm mấy câu bên tai Tiffany, một hồi lâu sau, ánh mắt của cô lóe lên sự dịu dàng, dường như cô đã bình tĩnh lại, vì cô tin Tần chỉ, cũng sẵn sàng lựa chọn tin tưởng ông. Lần này, chúng tôi đến đây tìm người ngoài hành tinh, nói ra chắc em không tin, có điều đó là sự thật, bây giờ người tam tinh muốn biến nền văn minh của trái đất thành thuộc địa của chúng, muốn nô dịch con người, nếu như không mau chóng tìm được bọn chúng, nền văn minh nhân văn sẽ gặp nguy hiểm. Tần Trì nghiêm túc nói, Tiffany cũng nghe kỹ từng câu từng chữ. Tiffany nói, vậy nên anh muốn tôi tìm mấy người tam tinh giúp anh, đúng không? Ánh mắt của Tần Trì vô cùng dịu dàng. Chứa chan tình cảm. Đúng, chúng tôi vẫn luôn tìm trên quần đảo Samoy nhưng không có kết quả, đây là địa bàn của em, tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào em. Tiffany biết, Tần Trì sẽ không lừa cô, ông năm đó đưa cô đi qua tòa thánh Vatican, ngay cả giáo hoàng cũng không làm gì được họ, ông đã đưa cô đi qua cả đền Parthenon ở Athens, đó đều là chứng cứ cho tình yêu của họ. Nguy hiểm trên thế giới này không đơn giản như vậy, đây cũng là điều Tiffany luôn hoài nghi. Cô tìm Tần Trì vô số lần nhưng không có kết quả, nếu như ông không xuất hiện thì chắc cả đời này bọn họ không có duyên gặp lại. Trên vai ông gánh vinh quang của cả thế giới, đây là điều người thường không hiểu được. Cậu ấy chắc là con trai anh nhỉ? Ánh mắt của Tiffany liếc qua Tần Lâm, khiến anh sững sờ. Tần Trì gật đầu. Quả nhiên giống hệt anh năm đó, bướng bỉnh bất tuân, liều lĩnh tự phụ, chỉ cần nhìn cái thần là biết ngay. Tiffany cười nói, khiến cho Tần Lâm cũng cảm thấy khó xử. Muốn tìm được bọn họ không khó, với tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Tiffany cười như không cười mà nhìn Tần Trì. Khóe miệng Tần Trì hơi nhếch lên, sao ánh mắt lại trở nên đáng sợ như vậy, hơn nữa còn mang vẻ bí hiểm nữa. Chị nói đi, chuyện gì bố tôi cũng đồng ý. Tần Lâm nói. Tần Trì ngây người, thằng nhóc này sao lại bán đứng ông già này dễ dàng như vậy chứ? Tạ Hồng Mai nhịn cười,
muốn cười mà không dám, nhịn đến nỗi khó chịu trong người. Vậy được, đợi sau khi chúng tôi tìm được người tam tinh thì phải ở đây với tôi một tháng. Trong mắt Tiffany, người tam tinh không hề quan trọng là Tần Trì, đây mới là điều cô luôn canh cánh trong lòng. Chốt đơn. Tần Lâm gật đầu. Hai người. Tần Trì không ngờ rằng mình còn chưa lên tiếng mà hai người này đã mang mình ra giao dịch rồi. Nợ tình mà ông gây ra, quỳ xuống cũng phải trả cho bằng hết. Đừng nói là ông muốn cứ để vậy mà đi nhé. Tần Lâm lạnh lùng nhìn bố một cái, lúc này trong lòng anh lại có chút ấm áp, không ngờ bố mình lại cừ khôi như vậy, xem ra anh chưa chắc đã là đối thủ bố mình rồi. Đàn ông càng già càng có giá, đại khái là như thế. Con trai anh có trách nhiệm hơn anh đấy. Tiffany cười nói. Tôi. Tần Trì không có lời gì để nói. Tôi cái gì mà tôi, bây giờ anh là người không có tư cách nói chuyện nhất ở đây. 20 năm qua anh đã phụ lòng biết bao nhiêu người anh biết không? Con mụ già nhà họ Indian Shiva hình như cũng đang tìm anh để kiếm chuyện đấy. Tôi khuyên anh tốt nhất nên trốn ở chỗ tôi một thời gian, chờ sóng yên biển lặng rồi tính tiếp. Nếu anh để cô ta bắt được thì anh sẽ bị hút sạch máu đấy. Tiffany ung dung nói. Cô ấy sao? Ban đầu tôi có hứa hẹn gì với cô ấy đâu? Sao cô ấy lại tìm tôi? Cô ấy còn định gài tôi nữa sao? Tần Trì không cam lòng nói. Con mụ già kia chẳng biết phải trái gì, ban đầu lúc chúng ta còn ở bên nhau cô ta luôn muốn chia rẽ chúng ta, nếu không phải là anh có thái độ cứng rắn thì có khi bây giờ cũng rơi vào tay cô ta rồi. Tiffany bĩu môi nói. Nhà họ Indian Shiva tôi cũng không dây vào được, xì. Tiffany cười nói. Ánh mắt Tần Lâm hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên, xem ra bố của mình đúng là đào hoa thật. Vậy tôi đành phải ở đây một thời gian rồi. Tần Trì gật đầu, ánh mắt xẹt qua một chút sợ hãi. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ sắp xếp người đi tìm tung tích của người tam tinh. Tiffany nói xong liền dặn dò trợ lý của mình, lục soát tất cả những người từ vùng ngoài đến ở trên quần đảo Madagascar, không bỏ qua bất cứ khu vực nào. Chưa đến nửa tiếng sau, đã có người báo tin tức đúng như dự đoán. Người của tôi nói 3 ngày trước có 4 người đến quần đảo Madagascar, trong đó có một người bị thương rất nặng, đi đứng khập khiễng, những người còn lại đều rất cao lớn, điều này cũng là lý do khiến bọn họ dễ làm người ta chú ý. Bọn họ đến đảo Alpha, đây là một hòn đảo rất kinh khủng, xung quanh có rất nhiều côn trùng rắn rết, cho nên không được khai hoang, bao nhiêu năm qua chỉ cần có người lên đảo thì chắc chắn sẽ chết một cách kỳ lạ. Cho nên rất ít người dám đến nơi đó, mấy người này xem ra đúng là có điều gì mờ ám. Tiffany trầm tư nói. Xem ra chúng ta đã đến đúng nơi rồi. Tạ Hồng Mai vui mừng nói. Chúng ta tìm đúng người rồi. Tần Lâm nói. Xem kìa, miệng. Cậu đúng là ngọt như mía lùi, Tần Trì, ông già nhà anh càng ngày càng không biết dỗ phụ nữ vui lên đấy. Tiffany chau mày lại, lạnh lùng nói. Chị quá khen rồi. Tần Lâm nói, được rồi, tôi cũng không làm phiền mọi người nữa, đi tìm người tam tinh nào, hoàn thành sứ mệnh của chúng ta thôi, nhưng không được để cơ thể mệt quá. Trong ánh mắt Tần Trì có chút ám muội, tôi ở đây đợi anh, Tần Trì, lần này anh có mọc thêm cánh cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi, anh đồng ý ở đây với tôi 1 tháng rồi đấy nhé. Tiffany chu miệng nói như con chim non nớt ngây thơ, được rồi, em ở đây đợi tôi là được, Tần Trì cắn răng, sắc mặt tái nhợt. Vào thời khắc quan trọng như thế này mà lại bị bán rẻ nhan sắc, đúng là quá khó. Đảo Alpha không quá lớn, nhưng lại là khu cấm địa của quần đảo Madagascar, côn trùng rắn rết ở đây đều có hết, rất nhiều người không thể thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Hơn nữa điều quan trọng nhất trên hòn đảo này là chỉ cần có người đến thì sẽ bị mất tích hoặc chết một cách kỳ lạ, cho nên nơi đây đã trở thành vùng đất bí ẩn. Bức màn thần bí này đầy những điều kỳ lạ chết chóc, không ai muốn đặt cược mạng sống của mình cả. Tần Lâm chẳng hề sợ hãi, đối với anh côn trùng rắn rết không thành vấn đề, còn về những cuộc mất tích bí ẩn thì Tần Lâm tin rằng nhất định là do một người nào đó cố ý. Ở đây chắc chắn có rất nhiều côn trùng rắn rết, hơn nữa còn có độc, trong vòng 10 bước chân buộc phải giải độc, nếu muốn tránh phiền phức thì tốt nhất nên cẩn thận một chút. Tần Lâm nói, anh Tần, anh đừng quên chuyện anh đã đồng ý với tôi đấy. Địch Luân Á nhìn về phía Tần Lâm, khuôn mặt hiện lên vẻ van xin. Không ai biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng Tần Lâm nhìn ra được sự lo lắng và bất an trong ánh mắt ấy. Có phải cô biết bọn họ ở đây từ lâu rồi đúng không?
Tạ Hồng Mai chau mày, trực giác mách bảo cô rằng có vẻ Địch Luân Á và người Tam Tinh vẫn có một mối liên hệ nào đó, chỉ là cô không biết nguyên nhân là gì mà thôi. Tôi không biết, chấm, đọc thêm nhiều chuyện ở gạch dưới chùm chuyện, ORG gạch dưới. Địch Luân Á hoảng hốt nói, nhưng lúc này ánh mắt cô lại không dám nhìn Tần Lâm và những người khác, cúi đầu cắn chặt môi. Nếu đã nói xong rồi thì cô cũng nên nói hết tất cả cho chúng tôi nghe chứ. Vẻ mặt Tạ Hồng Mai trầm xuống. Thôi, chắc cô ấy không biết đâu, mà cho dù có biết cũng chỉ biết đại khái ở chỗ này thôi, chúng ta mau đi tìm những người Tam Tinh khác thôi. Tần Lâm nói, anh biết giữ Địch Luân Á bên cạnh giống như giữ một quả bom hẹn giờ vậy, nhưng cô cũng là con át chủ bài cuối cùng của bọn họ, Địch Luân Á có thể là trợ thủ của người Tam Tinh, cũng có thể trở thành chỗ dựa của bọn họ. Tần Trì cũng không nói nhiều, cho dù thế nào cũng là quyết định của con trai, người làm bố đều sẽ ủng hộ, hơn nữa lúc này chỉ một Địch Luân Á nhỏ bé cũng không đại diện cho cái gì, chẳng thể đe dọa bọn họ, chỉ khi tìm thấy đám người Kha Lâm Tư Lạc mới có nguy cơ nguy hiểm. Nơi này chắc chắn là đã có người đến, hơn nữa không phải là ít người. Tần Trì nhìn xung quanh, nơi này rất rộng lớn, diện tích bãi biển chẳng nhỏ, hơn nữa cây cối cũng rất phong phú, rừng cây rậm rạp tùm. Tần Lâm có thể ngửi thấy mùi của những cây cổ thụ chưa từng thấy bao giờ, nhưng vừa vào trong rừng rậm một cảm giác đè nén vô cùng khó chịu ập vào người. Tần Trì cảm giác nơi đây khác hẳn với dãy núi Đại Hưng An, cây cổ thụ nghìn năm ở dãy núi Đại Hưng An tùm nhưng không phải là cảm giác bức bối như thế này, còn cây cổ thụ ở đây lại chẳng chịt rắc rối, cành lá đan xen giống như không có đường đi vậy, chỉ có thể đi thật cẩn thận. Ánh mắt Tần Lâm sáng rực, nhìn xung quanh một cách thận trọng. Tần Trì cũng không dám lơ là, môi trường xung quanh ở đây rất tệ, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, đi tìm người Tam Tinh, cho dù là nữ hoàng của nơi này Tiffany cũng chỉ có thể phái vài người đến đảo Madagascar, vì nơi này nguy hiểm trùng trùng, xung quanh đều là những trở ngại, hơn nữa còn không có mục tiêu rõ rệt, đám người này cho dù có là lính đặc chủng đối diện với những thử thách của thiên nhiên e là bọn họ cũng bị chôn vùi nơi đây mất. Đây cũng là lý do nơi này chưa khai quật được dấu tích của con người. Tần Lâm tìm thấy rất nhiều lá cây cỏ đưa cho mọi người đắp lên cơ thể để phòng tránh côn trùng rắn rết, như vậy thì bọn họ mới có thể yên tâm tiến bước, nếu không mỗi một bước chân đều có thể lấy đi tính mạng của bất cứ ai. Mỗi một bước chân ở rừng rậm nguyên sinh có thể gây ra cái chết chí mạng. Chậm thôi, có động tĩnh. Tần Trì gọi Tần Lâm lại, Tần Lâm cũng dừng lại vì anh cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mấy cây tầm thấp ở xung quanh đều có dấu tích bị dẫm lên. Tần Trì và Tần Lâm đều phát hiện ra được điều này, hai bố con đưa mắt nhìn nhau, hai người đều vô cùng cẩn thận. Nơi này rất có khả năng có dấu vết hoạt động của con người, hơn nữa không chỉ là năm người, đám người Kha Lâm Tư Lạc chắc chắn không để lại nhiều dấu vết như vậy, có khả năng còn người khác. Tần Trì nói, đôi mày ông ấy nhíu chặt lại, ánh mắt của ông ấy cẩn thận nhìn xung quanh. Tần Trì khẽ quệt một chút bụi dưới đất, sau đó chau mày lại. Ở đây chắc chắn có sự tồn tại mà chúng ta không ngờ tới. Tần Trì nói. Có nghĩa là sao? Tần Lâm ngây người, nhưng Tần Trì còn chưa nói xong thì mấy cây giáo dài làm bằng gỗ đã phi từ trong rừng rậm ra với một tốc độ kinh người. Cẩn thận! Tần Lâm bước lên đẩy Tạ Hồng Mai và Địch Luân Á ngã xuống đất, hai cây giáo lướt qua người bọn họ, may mà bọn họ đã tránh được một kiếp nạn. Tần Trì cũng vô cùng nhanh nhạy. Liên tục tung ba cước đá bay mấy cây giáo dài phi ra từ trong bóng tối, xung quanh chỉ còn những âm thanh nhỏ nhặt, tiếng chim muông sợ hãi bay loạn xạ, không khí vô cùng căng thẳng. Lại một loạt những cây giáo bay tới, Tần Lâm và Tần Trì dựa lưng vào nhau, trái phải kết hợp, bẻ gãy tất cả mười mấy cây giáo phóng tới từ bốn phương tám hướng, tất cả đều gãy vụn trên mặt đất. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, ra đây! Tần Lâm hét lên, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Bốn phương tám hướng lại bắt đầu nổi lên những tiếng kêu gào giống như đang ra uy với bọn họ. Trong lòng Tần Lâm trầm xuống, nhanh chóng đuổi theo, dưới chân toàn cuồng phong vũ bão, tốc độ kinh người, bước chân mạnh mẽ, vững như núi cao. Tần Lâm liên tục chạy mấy chục thước, chỉ thấy mười mấy bóng người đen thui phân tản ra bốn phía, nhanh chóng lao vào trong rừng rậm. Để xem mày chạy đi đâu cho thoát. Tần Lâm cắn răng nói, phi người lên. Đẩy một bóng người trong đó ngã lăn ra đất, người đó có khuôn mặt đen thui, răng nanh vàng khè, đôi mắt lồi ra, trông vô cùng xấu xí độc ác. Khì khì khì, người da đen gào thét nhưng lại bị Tần Lâm đánh một chưởng vào ngực, ngã lăn ra đất, toàn thân co quắp.
Mặc dù hắn rất cao lớn hung mãnh nhưng trước mặt Tần Lâm thì hắn chẳng là cái gì cả. Trên người hắn chỉ có hai mảnh lá che thân, nhìn giống như người rừng vậy. Mày là ai? Sao mày lại tấn công bọn tao? Tần Lâm trầm giọng hỏi. Khi. Tên người rừng đen giống như không hiểu Tần Lâm nói gì vậy. Tần Lâm liên tục đánh mấy quyền vào ngực của người rừng đen, lần này ánh mắt hắn hoảng sợ và lo lắng, không còn ngạo mạn như lúc trước nữa. Mày có hiểu tao nói gì không? Có. Người rừng đen dùng thứ tiếng nước ngoài không lưu loát trả lời Tần Lâm, anh chau mày lại, xem ra người ở đây chắc là người rừng rồi, cơ thể bọn họ rất rắn chắc nhưng lại không mặc quần áo, hơn nữa cũng không được thông minh lắm, chỉ không ngừng kêu gào, sau những cú đấm như trời giáng của Tần Lâm hắn mới bắt đầu hoảng sợ. Tại sao lại tấn công chúng tao? Rốt cuộc chúng mày là ai? Ánh mắt Tần Lâm trở lên âm u, lúc này Tần Chỉ đã đuổi kịp. Là thần bảo chúng tôi giết chết mấy người. Người rừng đen run lẩy bẩy nói, chỉ sợ Tần Lâm sẽ ra tay giết chết hắn. Thần, làm gì có thần? Vẻ mặt Tần Chỉ trầm xuống, bọn họ có thể bất tử, bọn họ là thần của chúng tôi đều là con dân của thần. Người rừng đen nói nhỏ, vẻ mặt còn mang chút tự hào. Chắc là người tam tinh rồi. Tần Lâm nhìn về phía bố mình. Xem ra ở đây thật sự có người rừng, hơn nữa còn bị người tam tinh khống chế. Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, nhất định phải thật cẩn thận. Tần Chỉ nói, kẻ địch lần này của bọn họ không chỉ có người tam tinh rồi, ở đây còn có cả người rừng nữa. Người tam tinh đúng là đa đoan quỷ kế. Xem ra nơi này cũng chẳng phải nơi an toàn gì. Bây giờ người tam tinh chắc chắn đã biết bọn họ đã đến đây. Các người muốn đấu với thần sao, nằm mơ đi. À, người rừng đen lập tức nhét một miếng lá tươi xanh vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt, sau đó sủi bọt mép rồi lăn ra chết. Tần Lâm chau mày, tên này đúng là liều mạng thật đấy, xem ra trong mắt bọn họ người tam tinh vô cùng cao quý, hơn nữa còn là thần thánh, trong mắt đám người rừng này chỉ có thần thánh, chỉ có người tam tinh. Tên này chết nhanh quá, xem ra tình cảnh của chúng ta lại càng nguy hiểm hơn rồi. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Có người, tôi có thể cảm nhận được, hình như có người đang đi về phía chúng ta. Địch Luân Á trầm giọng nói, cẩn thận nhìn xung quanh, Tần Lâm và bố đưa mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc, không ngờ đến bọn họ cũng không cảm nhận được chút động tĩnh nào mà Địch Luân Á lại có thể phát hiện ra được, chắc chắn cô có một mối quan hệ mờ ám gì với người tam tinh. Mau đi thôi, hướng này. Địch Luân Á chỉ về hướng đông rồi nói. Đi. Tần Lâm không hề do dự, anh lựa chọn tin Địch Luân Á, cho dù bây giờ không tin cũng chẳng còn cách khác, mọi việc đã đến nước này, đã làm thì làm cho chót, nếu để lỡ thì có khả năng sẽ ngày càng gian khổ hơn. Cẩn thận một chút, nơi đây rất có khả năng là hang ổ của người tam tinh, số lượng người chắc chắn không ít. Tần Chỉ nói, ở đây ông cũng đánh hơi được mùi vị gì đó khác thường. Tần Chỉ vẫn luôn rất cẩn thận, ông cũng không ngờ rằng lại truy kích người tam tinh ở đây. Hơn nữa còn xuất hiện cả người rừng, đám người này cũng là đồng bọn với người tam tinh, cũng phải rất thận trọng. Nguy hiểm dường như ngày càng kề cận khiến Tần Lâm cũng cẩn thận hơn, không dám lơ là cảnh giác. Sau khi bốn người rời đi, chưa đến nửa phút sau hơn 30 người rừng đã nhanh chóng tập kích bất ngờ, lúc này Tần Chỉ cuối cùng cũng phát hiện ra đám người ở phía sau. Đúng là có người thật, tầm hơn 30 người, mau đi về phía trước, sức mạnh của đám người này không hề tầm thường. Nếu bị bọn họ đuổi kịp thì chắc chắn sẽ nổ ra một trận chiến ác liệt. Tần Chỉ nói, theo kinh nghiệm của ông, đám người này chẳng phải dạng vừa, rõ ràng đang nhắm thẳng về phía bọn họ. Có vẻ như chúng ta đã bị phát hiện, nhưng người tam tinh chẳng lẽ lại ở trong đó? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta đã bị bao vây rồi sao? Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Cũng chưa chắc, mặc dù mối quan hệ giữa người rừng và người tam tinh không tầm thường. Nhưng chỉ cần chúng ta không xảy ra xung đột chính diện với bọn họ thì bọn họ sẽ không kết hợp lại tấn công chúng ta đâu. Tần Chỉ trầm ngâm nói, ông cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ cả, nhưng xem ra khó giải quyết đây, người tam tinh cũng rất thông minh, bọn họ không bao giờ lộ diện, không đánh thì không biết địch, hôm nay bọn họ đơn độc tiến vào nơi đây là đã tính đến tình huống xấu nhất rồi. Chúng ta làm như vậy thực sự có chút nguy hiểm, nhưng nếu không làm như vậy, một khi người tam tinh vùng lên chúng ta sẽ càng bị động. Tần Lâm cũng không biết phải làm sao, khi anh và bố lên đảo Alpha vẫn chưa nghĩ tới việc rút lui, vì bọn họ buộc phải tiêu diệt đám người tam tinh này mới có thể giải cứu thế giới.
Một khi người tam tinh vùng dậy, thế giới cũng sẽ bị đe dọa, đến lúc đó thì nó chẳng còn là chuyện của một quốc gia riêng lẻ nào nữa, vì vậy Tần Lâm và bố phải tiêu diệt sự nguy hiểm này từ trong trứng nước. Cho dù người khác có như thế nào, bọn họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, những tiếng xoạt rất nhỏ không ngừng xuất hiện bên tai Tần Lâm, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến rồi. Xem ra chúng ta không còn đường lui rồi. Tần Lâm hơi mỉm cười, chuẩn bị chiến đấu, đám người rừng này cũng không biết có phải người tam tinh phái tới không nữa hay là đã chuẩn bị từ lâu rồi, bọn họ ở ngay đằng sau, gần trong gang tấc. Nếu đã không có lựa chọn thì phải chiến đấu đến cùng. Dù gì bọn họ đến đây cũng vì giết chết người tam tinh, thần đến giết thần, Phật đến giết Phật. Vì sự phát triển của nền văn minh trái đất, Tần Lâm biết bọn họ không có bất cứ đường lui nào, ngoài giết người ra thì không còn cách nào khác. Đám người rừng này đã bị người tam tinh đầu độc rồi, giữ lại bọn chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có lúc vì sự an toàn của đa số phải giết chết thiểu số, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Ánh mắt Tần Chỉ không cảm xúc, năm đó người ông giết đếm không xuể, chỉ tính số người Hoa ban đầu ông giết ở vùng châu thổ cũng phải hơn 1.300 người, những người đe dọa đến người Hoa hạ cũng bị ông giết vô số kể, cho dù không đến 10.000 người cũng phải đến mấy nghìn người. Năm đó Tần Chỉ được mệnh danh là Đông Phương Chí Tà cũng bởi ông giết người như ngóe, quá tàn nhẫn, chỉ cần có người uy hiếp người Hoa hạ, cho dù là nam nữ già trẻ, bất cứ ai cũng sẽ bị ông giết chết. Cho nên cũng phải 20 năm rồi không ai dám đến Hoa hạ gây chuyện. Người đàn ông này dùng cả đôi vai để gánh vác sự yên bình hơn 20 năm của Hoa hạ, cho nên mới khiến vô số người chỉ nghe tên thôi đã sợ mất mật. Bây giờ Tần Chỉ đã chuẩn bị giết người không chớp mắt, Đông Phương Chí Tà năm đó đã hơn 20 năm rồi, có lẽ nhiều người đã quên đi sự tồn tại của ông, lần này Tần Chỉ lại khiến cả thế giới biết đến ông một lần nữa, người tam tinh chắc chắn không thoát khỏi tay bọn họ. Tần Lâm cũng cảm nhận được ý chí chiến đấu của bố, lúc này hai bố con dựa lưng vào nhau, liếc nhìn nhau, cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu quyết liệt. Hai người hai thế hệ cùng chiến đấu vì Tổ quốc. Cho dù có đi sâu vào trong lòng địch, vô cùng nguy hiểm cũng không ai lùi bước. Tạ Hồng Mai và Tần Lâm đã đứng cùng một chiến tuyến, quân làm tảng đá, thiếp làm cỏ lau mảnh như tơ, tảng đá không di chuyển. Tạ Hồng Mai đã quyết tâm theo Tần Lâm thì sẽ không bao giờ quay đầu. Hồng Mai, em có sợ không? Tần Lâm nhìn Tạ Hồng Mai mỉm cười. Có anh ở đây, em không sợ. Tạ Hồng Mai nắm lấy tay Tần Lâm, cảm nhận tiếng bước chân dồn dập, bọn họ biết cuộc chiến này chắc chắn rất khốc liệt. Địch Luân Á, cảm ơn cô. Tần Lâm nói xong, ánh mắt Địch Luân Á trở lên phức tạp, cô biết Tần Lâm là người tốt, hai lần trước đều không giết cô, nhưng lần này khác. Không còn là chính nghĩa và gian ác nữa. Kha kha, kha kha kha, thoát một cái, mấy chục người kia đã bao vây bọn họ, lúc này trong rừng phát ra tiếng kêu, mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhóm của Tần Lâm, đằng đằng sát khí. Giết, giết, giết. Người đàn ông cầm đầu nắm một cây rác dài làm bằng gỗ trong tay, tức giận gầm lên, đám người này vô cùng cường tráng, ai cũng cao trên 2 mét, người rừng sống trong rừng sâu nên vô cùng vạm vỡ. Đến Tần Lâm cũng phải tấm tắc, đám người này chẳng hề thua kém đám người tam tinh, cơ thể cường tráng, bọn họ đứng thôi cũng vững chãi như một bức tường không ai có thể vượt qua được. Đám người này không hề đơn giản, cơ thể của bọn họ sao lại cường tráng như vậy? Tần Chỉ không hiểu, đám người này nhìn chằm chằm bọn họ như hổ đói muốn nuốt chửng bạn họ vào bụng vậy, dáng vẻ vô cùng hung ác, lúc này Tần Lâm cũng rất thận trọng. Hơn 30 người, ai cũng vạm vỡ như trâu như bò, khí phách ngang ngược. Nếu có giao đấu thì chưa chắc bạn họ sẽ chiếm ưu thế vì số lượng người của đối thủ quá nhiều, sức mạnh cũng lớn, khí thế kinh người khiến bọn họ càng khó khăn hơn. Lũ rác rưởi, chúng mày là kẻ địch của thần, chúng mày phải chết. Phải chết, phải chết, tên người rừng cầm đầu hét lên, những người còn lại từng bước tiến gần hơn, dương cao quyết tâm chiến đấu. Chết rồi à. Ha ha ha, tao thấy bọn mày sắp phải chết rồi đấy, lại còn học theo bọn người Hoa, muốn chết à. Tần Chỉ cười khẩy, sau đó lạnh lùng nhìn bọn chúng, hơn 30 người này quả thực là một lực lượng vô cùng khó để giải quyết, bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa cũng chẳng có ai quá yếu, bởi vì cơ thể của bọn chúng vẫn đang sừng sững ở đó. Sống trong núi rừng quanh năm đã làm cho khả năng thích ứng và khả năng chiến đấu của đám người rừng này thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì kẻ thù thường ngày của bọn họ chính là dã thú, khi đấu với đám thú hoang,
bọn họ không ngừng nâng cao sức mạnh, không thể xem thường được, cộng thêm vóc dáng và cơ bắp cường tráng, những thứ đó không chỉ để cho đẹp đâu. Bọn tao là con dân của thần, bọn mày đừng mong có thể tác oai ở đây, giết. Tên thủ lĩnh ra lệnh, sau đó tất cả mọi người đều chuẩn bị dao, súng, gậy gộc để bắt đầu tấn công Tần Lâm và những người khác, một trận chiến sinh tử đang dần nổ ra. Những tên người rừng này rất khỏe, lúc chiến đấu còn nghiến răng ken két, gậy gộc phung theo gió văng vẳng bên tai Tần Lâm. Tần Lâm tỏ ra thận trọng, đám người này rất đông, hơn nữa bọn chúng rất có kinh nghiệm với trò lấy một chọi 10, bởi vì ở trong rừng rậm có rất nhiều dã thú, nếu như muốn sinh tồn thì ngoài ý chí mạnh mẽ ra, chúng còn phải có sức chiến đấu mạnh hơn nữa thì mới có thể tồn tại được. Vụt vụt, ngọn thương vụt qua, không hề có chút quy tắc nào, nhưng lại vô cùng nhanh, một phát là có thể lấy mạng, bọn chúng không hề biết võ công gì cả, chiêu thức và sức mạnh của chúng đã được tôi luyện qua vô số lần vào ra sinh tử, gần như đã trở nên hoàn mỹ, và kết quả cho việc thất thủ chính là cái chết. Vì vậy bọn chúng căn bản không dám thất thủ, dần ra chỉ cần có thể giết chết đối phương là được, cho nên chiêu thức mà bọn chúng thật sự luyện chính là kỹ thuật giết người. Tần Lâm ở giữa bọn chúng, đâm trái né phải, hết sức thận trọng, từng nhát vũ khí sắc bén rơi xuống người anh, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm cũng không chịu thua kém, tốc độ của anh rất nhanh, khiến bọn họ không sao đuổi kịp, mặc dù chúng cũng rất linh hoạt, nhưng ở trước mặt một cao thủ thất mạch thì lại giống hệt như giật gấu vá vai vậy. Nếu không phải do bọn chúng sống ở đây quanh năm, sức lực bẩm sinh cùng với việc phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm đã khiến bọn chúng trở nên nhanh nhẹn, cũng rất quen thuộc với môi trường xung quanh, ngay lúc này Tần Lâm đã xử sạch bọn chúng rồi. Ở phía bên kia, Tạ Hồng Mai và Địch Luân Á cũng vô cùng thận trọng, hai người vẫn rất bị động khi đối mặt với vô vàn mối nguy hiểm, dăm ba người thì không thể làm bọn họ bị thương, nhưng số lượng quá đông lại khiến cho bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm, đám người này không hề đơn giản như họ tưởng tượng. Mặc dù sức mạnh của bọn chúng không phải là dạng siêu cấp gì, nhưng sự phối hợp ăn ý với nhau và phương thức tấn công hiệu quả nơi rừng núi đã khiến cho bọn chúng nắm được cuộc chơi. Tần Lâm dần tìm ra nước cờ của bọn chúng, những người này thực sự chỉ biết tấn công chứ không biết chiến thuật phu hồi, nói trắng ra thì chúng chỉ có tay chân phát triển, nếu trí thông minh của chúng cao thì đã không khác gì con người rồi, vậy thì rất có thể chúng sẽ không thể nào bình tĩnh như vậy. Ngay giờ phút này, cuối cùng Tần Lâm cũng nhìn ra được bố mình mạnh như thế nào, tốc độ và sức chiến đấu của ông đúng là vô địch. Đúng vậy, chính là vô địch. Tần Lâm có thể chắc rằng thực lực của bố mình không hề kém hạng một bảng rồng, còn ông có thể đạt tới mức độ nào thì ngay cả bản thân anh cũng không biết. Nhưng một đấu với 13 mà vẫn có giữ thế thượng phong thì thực lực quá đỗi mạnh mẽ, phải đối mặt với khí thế của đám người rừng, nhưng sắc mặt Tần Chỉ không hề thay đổi, vẫn hừng hực khí thế. Tần Chỉ dùng tay không, nhưng vô cùng mạnh mẽ, một tay tóm lấy một cây thương của tên người rừng, lập tức làm gang bàn tay của đối thủ chảy đầy máu tươi. Tần Chỉ trực tiếp đá hắn ngã xuống đất, đâm một nhát xuống yết hầu làm gãy xương cổ họng của hắn ta. Rắc! Âm thanh kinh hoàng khiến đám người rừng trở nên điên cuồng, một đồng bọn đã ngã xuống rồi, bọn chúng đau đớn như chết trong tuyệt vọng. À! Tên người rừng đứng đầu tức giận gầm về phía Tần Chỉ, nhưng sau khi Tần Chỉ cầm thương lên thì sức chiến đấu lại càng mạnh hơn nữa. Ông vung thương lướt qua, trường thương chói lóe cả mắt, gió thổi vùn vụt. Tần Chỉ dùng hồi mã thương, lập tức đâm thủng ngực một tên người rừng làm cho máu chảy liên hồi, máu thịt tách rời, xương cốt văng ra. Tần Chỉ đã kích thích đám người rừng kia, chúng bắt đầu liều mạng với bọn họ, nhưng chiêu thức của Tần Chỉ đâu phải là thứ mà bọn người này có thể xem thường chứ. Người rừng tuy đông thế mạnh, nhưng không ai có thể bắt được Tần Chỉ. Tần Lâm thầm cảm thán, sức mạnh của bố đã làm cho bọn họ an tâm, nếu không thì tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên rất khó khăn. Tần Lâm cầm Thất Tinh Long Uyên trong tay, lưỡi kiếm dữ tợn chém xuống, trực tiếp chém nứt trường thương trên tay đối thủ, đường kiếm đi tới đâu cũng giống như quét sạch cả vạn quân, ba tên người rừng lập tức bị chém ngay yết hầu, máu còn chưa kịp bay ra ngoài thì chúng đã ngã xuống đất. Tất cả đều ôm lấy cổ, cái cảm giác ớn lạnh từ từ tỏa ra khiến cho bọn chúng không khỏi rùng mình. Hai cha con Tần Lâm hỗ trợ cho nhau, bóng hình của họ lóe lên như điện xẹt, 37 tên người rừng gần như đã bị Tần Lâm chém sạch trong vòng chưa đầy 3 phút. Mấy tên người rừng vừa cầm trường thương vừa run lẩy bẩy, nhưng siết úng phải cố gắng hết sức để lao đến giết đám người Tần Lâm. Bởi vì đó là mệnh lệnh của thần, cho nên bọn chúng không dám làm trái ý chỉ,
đối với bọn chúng mà nói, dù cho có chết cũng phải ngăn chặn bọn trộm trên đảo Alpha. Tần Lâm không thể tưởng tượng nổi đám người này đã bị người tam tinh thuần hóa như thế nào, nhưng có thể hiểu được cho dù họ có cố gắng đến đâu thì cũng không thể đánh lại với đám người Tần Lâm. Tần Lâm và bố giống như đang tham gia một cuộc thi giết người vậy, những tên người rừng kiêu ngạo lần lượt ngã xuống. Những kẻ này chẳng có gì đáng thương cả, bởi nếu Tần Lâm và những người khác không làm gì thì họ sẽ bị những tên này giết chết mất. Lương thiện quá chính là tự đào hố chôn mình, vậy nên họ mới phải ra tay trước, nếu hai bên đã đối lập với nhau thì cũng không còn gì để nói cả. Sự khác biệt giữa giết một người và giết hàng trăm ngàn người là gì? Không có. Hơn nữa, bọn họ giết người là vì cứu người, nhưng lúc này lại không gì có thể ngăn cản được sát khí của Tần Lâm. Thất tinh Long Uyên, kiếm không với máu, kiếm vô cảnh lại tới gần, mấy tên người rừng cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn, Tần Lâm đằng đằng sát khí, cuối cùng cũng có gần 20 tên đã ngã xuống bởi thất tinh Long Uyên, cho dù là bố anh Tần chỉ cũng không thể nào vượt qua được. Kiếm của Tần Lâm không chút sợ hãi, mũi kiếm giết người như dạ. Thất tinh Long Uyên, thanh kiếm của sự lương thiện và cao quý, chỉ giết những kẻ đáng bị giết. Thời gian trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại 3 tên người rừng. Cả 3 người đều vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng và bàng hoàng, nhưng chúng không có lựa chọn nào khác, điều quan trọng nhất chính là bọn chúng không muốn chết. 3 tên người rừng cuối cùng cũng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tần Lâm, bởi vì kiếm pháp của anh quá lợi hại, những tên này gần như không có sức đánh trả, khiến cho bạn chúng hoàn toàn sợ hãi, không muốn đối đầu đến cùng nữa. Mặc dù là người rừng, nhưng trong lòng chúng cũng có nỗi sợ hãi, đương nhiên chúng cũng không muốn bị kiếm của Tần Lâm chém chết. 3 tên người rừng run rẩy quỳ xuống trước mặt Tần Lâm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và lo lắng. Chúng có vẻ sợ chết khiếp rồi đấy. Tần chỉ cười nói rồi ném trường thương trong tay đi, đối với ông mà nói, không tốn chút sức lực nào mà vẫn giết được hơn 10 tên người rừng, nhưng đương nhiên không thể nào bằng con trai mình được. Nói mau, các người rốt cuộc là ai? Thần, mà các người nhắc đến đang ở đâu? Tần Lâm trầm giọng nói. Tất cả chúng tôi đều là con dân của thần. Thần sẽ chọn những người giỏi nhất trong chúng tôi để trở thành những thần binh, sau đó giết đi những người già mang bệnh và tàn tật. Chúng tôi là những người mà thần đã dốc hết lòng tin vào, chúng tôi chính là hậu duệ của thần. Còn thần của chúng tôi đang ở đảo ngầm. Một tên thì thào, mặt mày tái mét. Hậu duệ của thần, các người đang tự khen bản thân đấy ư, lại còn hậu duệ của thần. Tần chỉ chế nhạo nói. Họ thực sự là hậu duệ của thần. Cũng tức là hậu duệ của người tam tinh của chúng tôi, nếu không ngoài dự liệu của tôi thì bọn họ chắc là một nhánh của người tam tinh, nhưng xuất hiện ở đây lại có vẻ hơi không được khớp cho lắm. Nhưng vóc dáng của họ thật sự đúng là của người tam tinh, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đôi mắt của họ cũng hoàn toàn khác với loài người. Những gì Địch Luân Á nói khiến cho tất cả mọi người phải sững sờ, cũng tức là người tam tinh đã lưu truyền con cháu xuống trái đất, và những người này chính là hậu duệ của người tam tinh. Một nhóm người hoang dã sống trong rừng sâu và hoang đảo. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng người tam tinh đã sống trên trái đất bao nhiêu năm qua, cho dù có thực sự để lại hậu duệ thì cũng là chuyện bình thường, thời gian họ tồn tại ở nền văn minh trái đất còn lâu hơn Tần Thủy Hoàng, cho nên việc có để lại hậu duệ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng những người này đều trốn ở hoang đảo, hơn nữa còn trở nên vô cùng hoang dã, không có trí tuệ, chỉ có tứ chi phát triển, chẳng lẽ đây là bước thoái hóa của người tam tinh ư? Những ưu điểm di truyền của người tam tinh có lẽ không có gì ngoài vóc dáng. Những tên người rừng này đều là người tam tinh, cho dù thế nào thì đây vẫn là một tin tức khá sốc. Hàng ngàn năm qua, chẳng lẽ ở đây còn có nhiều người tam tinh nữa sao? Tần chỉ nhíu mày, tình huống hiện tại của bọn họ có lẽ càng trở nên khó khăn hơn, bởi vì bọn họ không biết bên kia có bao nhiêu người, đám người tam tinh lại mạnh như thế, điều này hoàn toàn trở thành áp lực của bọn họ. Những thay đổi của người tam tinh vô hại với trái đất, nhưng chắc chắn có rất nhiều bí mật ẩn trên hòn đảo nhỏ này. Bây giờ mọi người đều đang rất căng thẳng, người tam tinh lại ngày càng đông, thật sự có thể giết hết được sao? Nhưng bây giờ họ không thể quan tâm được nhiều đến vậy, việc đầu tiên là phải loại bỏ đám người Kha Lâm Tư Lạc, sau đó mới lên kế hoạch xử lý những người tam tinh còn lại. Đảo ngầm. Tạ Hồng Mai bị sốc một phen. Dường như vẫn còn có rất nhiều bí mật của họ mà cô chưa được biết. Đúng vậy, chính là một hòn đảo dưới lòng đất, cách đây không lâu, 4 vị thần đã cùng chúng tôi đến tìm hiểu đại cục của thế giới. Bọn họ nói mình muốn thay đổi môi trường trái đất mà chúng ta đang sống hiện tại,
bọn họ muốn trở thành đấng cứu thế và hy sinh bản thân mình. Một tên người rừng khác vội vàng nói. Quả nhiên là đám Kha Lâm Tư Lặc, có vẻ như chúng ta đã đi đúng hướng rồi. Tần Trì nói. Đảo ngầm ở đâu, mau đưa bọn tao đến đó. Tần Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như tên, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đừng giết tôi, để tôi đưa các người tới đó. Tên người rừng nói một thứ tiếng không mấy trôi chảy, trông có vẻ khá bối rối, đi mau. Tần Lâm trầm giọng quát, đè tên người rừng xuống, sau đó từng bước đi về phía trước, lúc này bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi, đám người rừng này đã dung hợp với người tam tinh rồi, vậy nên khó khăn của bọn họ nhất định sẽ ngày càng lớn. Hơn nữa, địch tối ta sáng, thận trọng vẫn là điều quan trọng nhất. Mức độ xảo quyệt của người tam tinh đương nhiên sẽ hơn hẳn con người. Tần Trì đuổi theo 4 ngày 4 đêm mới đến được dãy núi Đại Hưng An, sau đó liền bị 4 tên người tam tịnh bao vây, nếu như Tần Lâm không đến kịp thì có lẽ ông đã chết trong vinh quang luôn rồi. Đi được vài dặm, tên người rừng bỗng chỉ vào vách đá ở phía xa rồi nói, ngay phía trước, phía sau thác nước đó. Tần Lâm nhìn chăm chú liền thấy trước mặt là một vách đá giống như vách núi cao dựng đứng, bao quanh tứ phía, hơn nữa còn có một vách núi mà ở ngay phía trên nó là một thác nước cao gần 100 mét. Đổ liên tục từ trên đỉnh xuống vách đá, xung quanh được bao bọc bởi những bụi cây cổ thụ. Dưới thác có một vực sâu tự nhiên, toàn bộ nước xung quanh đều chảy vào đây, nhưng vực sâu này không hề tràn ra ngoài mà vẫn luôn giữ nguyên trạng thái như thế. Thác nước chảy xiết, gành tiến hùng vĩ, sóng đánh cuồn cuộn, trông vô cùng ngoạn mục. Quả thật là một nơi được thiên nhiên ưu ái, có nước chảy róc rách và vực sâu ngàn thước không thấy đáy, phong cảnh lại hết sức nên thơ. Người tam tinh cũng biết tìm nơi để hưởng thụ đấy. Tần Trì cảm thán. Ở đó thực sự có một chỗ để đi, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy từ đây nhảy xuống có thể lao qua con thác được, nhưng không biết là có cái bẫy nào không. Tần Lâm nhìn về phía Tần Trì. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải thử, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta cứ ra tay trước để ra oai, còn chậm thì sẽ gặp rắc rối, đợi đến lúc chúng quay lại. Nếu chúng ta vẫn chưa làm gì thì rất có thể chúng ta sẽ rơi vào cảnh khốn cùng, một khi rơi vào thế bị động thì sẽ vô cùng nguy hiểm, dù sao đây cũng là địa bàn của bọn chúng. Tần Trì nói, bây giờ vẫn còn rất khó nói liệu bọn chúng có phát hiện ra chúng ta hay không, nhưng nếu chúng ta không bắt chúng càng sớm càng tốt thì e là đêm dài lắm mộng. Tần Lâm trầm giọng nói, đúng thế, cháu cũng nghĩ vậy, tiền bối, chú nghĩ như thế nào? Hiện tại chúng ta nên tranh thủ được đà giết tận, không nên để lại một chút cơ hội nào cho đối thủ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là bọn họ đã bắt đầu bày mưu tính kế với chúng ta. Suốt chặng đường đuổi theo đến đây, đã có rất nhiều người tam tinh xuất hiện, và đây chính là thách thức lớn nhất của chúng ta. Tạ Hồng Mai nói một cách nghiêm túc. Bây giờ xung quanh quá đỗi yên tĩnh, không biết bên trong thác nước kia có chuyện gì đang xảy ra hay không, vậy nên phải hết sức cẩn thận. Chưa biết chừng tên người rừng này có lừa chúng ta hay không, lỡ may là một cái bẫy thì chúng ta sẽ toi mất. Để bố đi tìm hiểu trước, mấy đứa cứ chờ ta ở đây đi. Tần Trì nhìn về phía Tần Lâm. Không được, để tôi đi. Tần Lâm cắt ngang lời của bố mình, lúc này anh tuyệt đối sẽ không thể để bố mạo hiểm nữa. Hai mắt Tần Lâm như rực cháy, vô cùng uy nghiêm nhìn về phía bố mình. Thực lực của con không bằng ta đi sẽ an toàn hơn. Tần Trì cười nói. Vậy thì cùng đi. Tần Lâm nói một cách chắc nịch, dù sao anh cũng tuyệt đối không để bố một mình mạo hiểm. Được thôi, tùy con. Tần Trì lắc đầu nói, ông biết Tần Lâm lo lắng cho mình, nhưng ngược lại, sao ông lại không lo cho con trai được chứ? Có bao nhiêu người trên đảo? Tạ Hồng Mai đột ngột hỏi, sau đó nhìn sang tên người rừng. Không đến 60 người, đã bị các người giết hơn một nửa rồi. Tên người rừng dùng mình. Trông vô cùng sợ hãi, hắn căn bản không dám nói dối. Các người có bao nhiêu vị thần? Tần Lâm tiếp tục hỏi. Một. Lần này ngay cả Tần Trì cũng có chút kinh ngạc, một người ư. Có vẻ như bọn họ không có quá nhiều nguy hiểm. Vậy thì chúng ta không có việc gì phải lo lắng, vậy bố sẽ đi trước một bước. Tần Trì nói xong liền bay lên rồi nhảy xuống chỗ bậc thang trên vách núi của thác nước. Tần Lâm hít sâu một hơi. Sau đó cũng nhảy đến chỗ thác nước làm nước văng tung tóe, còn Tần Trì lúc này lại sợ Tần Lâm gặp nguy hiểm, nên ông cũng vội đuổi theo sau. Ta đã nói là con phải chờ ta kia mà, đúng là không biết nghe lời. Tần Trì trừng mắt nhìn Tần Lâm,
nhưng lúc này Tần Lâm lại không thèm đoái hoài ông, anh chỉ chăm chăm nhìn thẳng phía trước. Tần Chí cau mày quay đầu lại, nhưng lúc này ông mới nhìn thấy một cảnh tượng làm cho người ta phải nín thở. Toàn bộ chiếc bàn tròn lớn được bao quanh bởi 12 người, Kha Lâm Tư Lạc đang ngồi ở chính giữa, mọi người đều hết sức thận trọng, ánh mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí, không cần nói cũng biết thực lực của những người đó vô cùng kinh khủng. Mẹ kiếp, đây là ổ giặc sao? Tần Chí thầm chửi rủa. Hay lắm, kỵ sĩ bàn tròn sao cũng chưa đến mức chỉn chu như thế nữa. Lúc này khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên, những tên này đều rất mạnh, căn bản cũng chẳng phải một người tam tinh, mà có đến 8 tên, và bọn họ cũng đều có sức mạnh tương tự như bàng ba địch. Sao kỵ sĩ bàn tròn? Kỵ sĩ bàn tròn là một tập hợp của 28 nhân vật phò tá vua Arthur đi tìm thánh tước. Lúc này, ánh mắt của Kha Lâm Tư Lạc giao với ánh mắt của Tần Lâm, chiến ý lập tức trỗi dậy, trong phút chốc như muốn bùng nổ. Bây giờ chúng ta đi còn kịp không? Tần Lâm sờ mũi, ánh mắt có chút bất lực. Cũng đông quá rồi đó, có tận 12 người trên bàn tròn, trông tất cả đều vô cùng hung dữ. Ở bên cạnh bọn họ có 4 tên người rừng khác đứng ở hai bên, lúc này Tần Lâm mới nhận ra mình đã bị bọn người rừng kia lừa. Mẹ kiếp, đám người rừng còn có IQ cỡ đó, dường như anh đang cảm thấy trí thông minh của mình như bị giảm đi vậy. Tần Lâm bỗng nhìn sang Tần Chí. Bây giờ muộn quá rồi, nếu đã đến thì tiếp thôi. Tần Chí cười nói, bởi vì có quá nhiều người nên bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Thực lực của những người này rất mạnh, ai cũng như hổ rình mồi. Trên khóe miệng Kha Lâm Tư Lạc nở ra một nụ cười lạnh lẽo, thứ bọn chúng chờ đợi chính là đám người Tần Lâm, không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy, thế thì trận chiến giữa hai bên sẽ là điều khó tránh khỏi. Và đây chính là điều mà Kha Lâm Tư Lạc mong muốn, đám người này không biết điều lại còn dám mò đến tận đây. Xem ra bọn họ không còn giữ được mạng bao lâu nữa đâu. Xem ra mày không muốn lên thiên đàng mà lại tự tìm đường xuống địa ngục à, vậy thì muốn tao tha cho mày thì cũng không thể nữa rồi. Kha Lâm Tư Lạc nói với ánh mắt lạnh lùng. Đông đảo như vậy, xem ra khả năng sinh sản của người tam tinh bọn mày cũng tốt quá đấy chứ. Đám người này đều đã là hậu duệ của bọn mày, và bọn mày đã xây nên một vương quốc riêng trên hòn đảo biệt lập này, thật không thể tin được, ha ha ha. Tần Lâm lãnh đạm nói, mày nói đúng, nhưng tiếc rằng sức khỏe của con người bọn mày quá kém, tao chỉ sinh được 7 người con trai thì mẹ của chúng đã mất rồi, hơn nữa con trai tao khó khăn lắm mới có thể sống hơn chục thế kỷ, con cháu của chúng sớm đã không thể kế thừa sức mạnh của người tam tinh nữa rồi. Long Luân Tư Lạc nói với tư cách là người cai trị đảo Alpha, hắn đã kế thừa nơi đây hàng nghìn năm, đã có đông đảo con cháu từ lâu. Nhưng tiếc rằng chỉ có một số người con trai của hắn được thừa hưởng di truyền của người tam tinh, số còn lại còn không thể sống quá trăm tuổi, đối với Long Luân Tư Lạc mà nói thì bọn chúng đúng là một đống rác rưởi. Quả thực như vậy, cơ thể của nền văn minh nhân loại quá yếu, căn bản không xứng để kết hợp với người tam tinh, nhưng cậu có được những đứa con trai như này thì cũng là vận may của cậu rồi đấy Long Luân, lần này coi như cậu lập được công lớn rồi, ha ha. Kha Lâm Tư Lạc vừa cười nói vừa vỗ vai Long Luân Tư Lạc. Long Luân Tư Lạc sinh được 7 người con trai, tất cả đều khỏe như trâu, nhưng con cái của hắn lại dần mất đi, đây cũng là điều khiến cho Long Luân Tư Lạc đau buồn nhất. Đội trưởng Kha Lâm quá khen, tôi vẫn luôn chờ tín hiệu của anh, từ trước đến giờ không dám lơ là, tôi chỉ đang cố gắng phát triển binh đội mà thôi, nếu không thì tôi sẽ phải chiến đấu một mình, nhưng lần này tôi sẽ khiến chúng có cánh cũng khó mà thoát được. Long Luân Tư Lạc cười nói, trong mắt sáng lên, giờ đây hắn chỉ đứng sau mỗi Kha Lâm Tư Lạc, ngay cả bàng ba địch và Tác Lạc Nam cũng chẳng là cái thá gì, bây giờ không ai có thể đối đầu với hắn được. 7 người con trai đều có sức mạnh ngang nhau, đây là tài sản lớn nhất của Long Luân Tư Lạc, còn có cả hàng trăm tên người rừng trên đảo nữa, tất cả đều là con cháu của hắn, chúng hoàn toàn nghe theo và phục tùng hắn ta. Tốt lắm, hôm nay chúng ta hãy tiêu diệt hết đám bọn chúng. Không một ai có thể làm cho người tam tinh chúng ta đầu hàng, chứ đừng nói đến hai tên phế vật này. Kha Lâm Tư Lạc trầm giọng quát, chiến ý ngút trời. Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách quyết chiến một trận đến cùng. Bây giờ rõ ràng là Kha Lâm Tư Lạc đã chiếm được thế chủ động tuyệt đối, không nói đến những kẻ người rừng đó, cho dù là mấy chục người quanh bàn tròn này cũng đủ để ép họ vào đường cùng. Long Luân Tư Lạc và 7 người con của mình mạnh hơn bàng ba địch rất nhiều, bây giờ bọn họ đã bao vây Tần Lâm, hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ kết cục chỉ có 2,
kẻ giết và người bị giết. Trả lại mạng cho con gái của tao, tao phải chém chúng mày thành trăm mảnh, hôm nay không ai cứu nổi chúng mày đâu. Ánh mắt Tiểu Lâm Hạnh nại tử cũng vô cùng sắc nhọn, Tần Lâm giết con gái của bà ta nhất định phải báo thù, nhất định phải tứ mã phanh thây đối phương. Mối thù giết con, không đợi trời chung, hôm nay cho dù thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi chúng mày đâu. Kha Lâm Tư Lạc đứng dậy, tất cả mọi người đều bao vây Tần Trì và Tần Lâm, dồn hai người vào đường cùng. Con cả, người đến là khách, bây giờ bảy người các con ra tay khống chế bọn chúng, đội trưởng Kha Lâm đi đường vất vả, hãy nghỉ ngơi trước đi. Long Luân Tư Lạc cười nói. Vâng ạ. Người thanh niên thân cao 9 thước, gần 3 mét đứng dậy, thân hình cường tráng, tràn đầy sức mạnh và sự tôn nghiêm, giống như một quả núi, khí thế vô cùng phi thường. Tần Lâm bất chợt thấy rùng mình, người này ít nhất phải là cao thủ ngũ mạch, thậm chí là thực lực của cao thủ lục mạch, xem ra thực lực của đám hậu duệ giữa người tam tinh với con người thật không tầm thường chút nào. Vâng, thưa bố. Tất cả 7 người đứng lên, đi theo mấy tên người rừng đó chuẩn bị chiến đấu. Xem ra đám con cháu này thực lực không hề đơn giản, lần này nhất định có thể bắt được 2 tên giặc này, chỉ cần bắt được chúng, giành lấy được nội hạch hàng tinh thì việc chúng ta muốn thống trị trái đất và trở về nền văn minh tam tinh cũng chỉ là ngày một ngày hai mà thôi. Bàng Ba Địch vừa cười vừa nói, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động, tại sao lúc đầu gã không nghĩ đến việc tập trung bồi dưỡng hậu duệ của mình chứ? Nếu bồi dưỡng được vài người con tài giỏi thì bọn chúng cũng không phải hèn mọn như thế này, bây giờ gã không còn chút tự tin khi đứng trước mặt Long Luân Tư Lạc. Long Luân Tư Lạc ban đầu chỉ là một kẻ thấp bé, thực lực kém cỏi nhưng bây giờ đã trở thành nhân vật đáng sợ nhất, ngay cả đội trưởng Kha Lâm cũng phải kính nể hắn, đây chính là hiện thân của sức mạnh. Bây giờ Bàng Ba Địch mới hiểu ra, cái mà bản thân gọi là tôn nghiêm không hề có giá trị, kiêu ngạo tưởng rằng bản thân thuộc đẳng cấp quý tộc siêu nhân, nhưng Long Luân Tư Lạc đã nhìn thấu bản chất từ lâu rồi. Lúc đầu Bàng Ba Địch không thèm nhập bọn với Long Luân Tư Lạc, không thèm dây dưa đến loài người, nhưng bây giờ xem ra gã mới là kẻ không xứng nhập bọn với họ. Nhìn 7 người con của người ta thực lực chẳng hề thua kém gì mình, là vua của một đảo, còn gã chỉ ở một nơi rừng rậm xa xôi ở dãy núi Đại Hưng An, trước giờ vẫn chưa từng có sự thay đổi, đúng là thật nực cười. Anh Long nói đúng, con trai tôi nhất định giỏi hơn cha, bắt 2 bọn chúng chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao. Ha ha ha! Long Luân Tư Lạc cười lớn rồi nói, tràn đầy uy nghiêm và sự tự tin. Nhưng Tác Lạc Nam biết hắn và Bàng Ba Địch hoàn toàn không thể nào đấu lại được với Tần Lâm. Xâm chiếm trái đất bọn họ nhất định sẽ trở thành trụ cột vững chắc thực sự, ngay cả đội trưởng Kha Lâm cũng nói rồi, cách làm của Long Luân Tư Lạc rất đúng đắn, bảo tồn duy trì thực lực của người tam tinh mới là tinh thần thực sự của họ. Nào các con ra tay đi, không được sợ hãi, sau này các con sẽ là công thần của nền văn minh tam tinh thể, là người tam tinh thực sự. Sự cao quý của các con là thứ mà đám người thấp hèn trong nền văn minh nhân loại không thể so sánh được. Các con có dòng máu cao quý của người tam tinh, các con đều là những chiến thần thực sự, đi đi, hãy chiến đấu vì sự huy hoàng của nền văn minh tam tinh thể. Kha Lâm Tư Lạc vừa dứt lời, 7 người con của Long Luân Tư Lạc liền lao đến chém giết Tần Lâm và Tần Trì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.